Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 17. Về sau, hai người lại hướng Trác Phàm bàn giao một ít chuyện về sau, liền cáo từ rời đi. Nhìn lấy hai người đi xa bóng lưng, Trác Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe, quay người hướng phòng nghị sự đi đến, đại tiểu thư, đem trong nhà quản sự đều gọi đến, là nên chúng ta đi ra Phong Lâm thành thời điểm. Lạc Vân Thường mi đầu nhất động, thật sâu liếc hắn một cái về sau, gật gật đầu. Một trận công phu thời gian, trừ đại trưởng lão Lôi Vân Thiên muốn giám thị đám kia mới tới ngự tứ trưởng lão, không có hiện thân bên ngoài, còn lại Lạc gia cao tầng tất cả đều đi tới nơi này. Lạc Vân Thường cùng Trác Phàm ngồi tại chủ vị, quét bọn họ liếc một chút, liền đem lúc trước bàn tử nói tới hết thảy, lại giảng một lần. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người một trận xôn xao, lẫn nhau nhìn xem, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Dù sao lần này hoàng thất nhiệm vụ, thực sự quá nặng, lại muốn để bọn hắn một cái phát triển không đủ 10 năm mới trỗi dậy gia tộc, đi trực tiếp đối kháng có ngàn năm tích lũy ngự hạ thất gia. Cái này, không khác nào lấy trứng chọi đá. Cho dù là Lệ Kinh Thiên, cũng là nhíu chặt lông mày, không ngừng mà dao động cái đầu. Lệ lão, ngài từng tại đế vương môn đợi qua, ngài cảm thấy, hiện tại ta đối lên Hoàng Phủ Thanh Thiên có mấy thành phần thắng. Trác Phàm đột nhiên nhìn về phía Lệ Kinh Thiên, nghiêm túc nói. Lời vừa nói ra, còn lại người chờ cũng đều nhìn sang, chờ đợi hắn đáp án. Trầm ngâm một trận, Lệ Kinh Thiên lắc lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, không có, không có chút nào thắng được khả năng. Trong mắt không khỏi co lại, tất cả mọi người tâm đều trong nháy mắt chìm xuống, Trác Phàm cũng là mi đầu chăm chú nhăn lại. Lệ Kinh Thiên ánh mắt hắn vẫn còn tin được, cho nên trong lòng liền càng thêm trở nên nặng nề. U, Lệ lão quỷ, chúng ta Trác quản gia cũng không phải bình thường người. Đoán cốt cảnh liền có thể liền giết 10 cái thiên huyền cao thủ nhân vật, tại toàn bộ thiên vũ có thể có mấy cái. Chẳng lẽ cái kia gọi Hoàng Phủ Thanh Thiên tiểu quỷ, còn có thể hơn được chúng ta Trác đại quản gia sao? Lúc này, Tuyết Thanh Kiến khẽ cười một tiếng, A Du nói. Nhưng là, nàng vừa dứt lời, Trác Phàm liền hung hăng chừng nàng liếc một chút, tỷ tỷ, bây giờ không phải là vuốt mông ngựa thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc một chút. Không phải vậy, ta sẽ đem ngươi vừa mới lời nói, làm thành là rất muốn cho ta đi chết. Bất giác trì trệ, Tuyết Thanh Kiến vội vàng ngậm miệng lại, bởi vì nàng đã nghe ra Trác Phàm trong khẩu khí lạnh lùng. Đồng thời, mọi người cũng là trong lòng run lên, không nghĩ tới Trác Phàm ngày thường phóng đãng không bị trói buộc, tựa hồ coi trời bằng vung, nhưng là thời điểm then chốt, lại là như thế chú ý cẩn thận. Điều này cũng làm cho mọi người đối với hắn càng thêm kính trọng, một thượng vị giả, tuyệt không thể lại nghe lại tin, bị A Dua chi từ, che đậy hai mắt, Trác Phàm thì có dạng này lãnh tĩnh. Lệ Kinh Thiên âm thầm gật đầu, thản nhiên nói, Trác quản gia, thực không dám giấu giếm, cái kia Tam Hoàng tử cùng Phương Thu Bạch cũng không có thực sự gặp được tiểu tử kia, cho nên trong lời nói tin đồn chiếm đa số, còn có điều giữ lại. Thế nhưng là, bình thường gặp qua hắn, đều chỉ có một cái ấn tượng. Đó là trời sinh vương giả, tránh thức quái vật. Trác Phàm trong mắt hơi híp, thở sâu, nói tiếp. Vừa mới Tuyết trưởng lão từng nói, Trác quản gia đoán cốt cảnh liền có thể xử lý thiên huyền cao thủ. Thế nhưng là lão phu hôm nay muốn nói với chư vị là, Trác quản gia không là cái thứ nhất có thể làm như thế đến người. Sớm tại 10 năm trước, Hoàng Phủ Thanh Thiên thì lấy đoán cốt nhị trọng thực lực, nhẹ nhõm đánh bại đế vương môn bên trong thiên huyền trưởng lão. Phải biết, những trưởng lão kia cùng u quỷ thất bọn họ khác biệt, đều là tu luyện hoàng cực bá thể quyết, chân thật luyện thể cường giả. Làm sao có thể? Lần này, cho dù là Trác Phàm cũng không thể tin kêu ra tiếng. Hắn có thể đánh bại thiên huyền cao thủ, một là gánh vác Lôi Vân Dực, hai là dùng kim cương lưu sa luyện thể. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, trừ cái đó ra, còn có như thế nào phương pháp, làm cho một người mạnh đến như thế biến thái trình độ. Dường như sớm đã ngờ tới hắn phản ứng, Lệ Kinh Thiên cũng là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, trên đời này, cũng là có như thế quái vật tồn tại, dường như trời sinh chính là vì đem tất cả phàm nhân cùng thiên tài đều dẫm tại dưới chân mà đi tới trên đời này. Hiện tại quái vật kia tại lão phu trước khi đi, một mực từ đại cung phụng dạy bảo tu luyện, cũng không biết đạt đến loại tầng thứ nào. Nhưng liền Hoàng Phủ Thanh Vân đều đạt đến thiên huyền cảnh, cái kia Hoàng Phủ Thanh Thiên tối thiểu là thiên huyền ngũ trọng cảnh trở lên. Lúc này thực lực,
thật không biết mạnh đến loại trình độ nào. Nghe được lời này, Trác Phàm mày nhíu lại đến càng sâu, trong mắt mê hoặc càng sâu. Hắn thực sự không nghĩ ra, một người coi như thiên phú lại cao hơn, lại như thế nào có thể đạt đến như thế không thể tưởng tượng cấp độ. Hắn tuyệt không tin, có người trời sinh thì là quái vật. Cái kia Chiếu Lệ lão quỷ nói như vậy, Trác quản gia thì không có phần thắng chút nào sao? Cửu Viêm Hải cau mày, nhìn về phía Trác Phàm lo lắng nói. Hiện tại hắn chẳng những không hận Trác Phàm cưỡng chế đem bọn hắn kéo tới, chính ngược lại, còn 10 phần cảm kích. Nếu không phải Trác Phàm lời nói, hắn cùng Tuyết Thanh Kiến còn không có khả năng nhanh như vậy tu thành chính quả. Có thể nói, Trác Phàm là bọn họ bà mối, hắn đối Trác Phàm an nguy cũng tự nhiên để bụng. Cười nhẹ lắc đầu, Lệ Kinh Thiên cười nhạt nói, vậy cũng chưa chắc, vừa mới lão phu chỉ nói là tại trên thực lực, Trác quản gia không cách nào chiến thắng quái vật kia. Nhưng là Trác quản gia thủ đoạn, người khác không biết, chẳng lẽ chúng ta mấy lão già còn không rõ ràng lắm sao? Đừng quên, chúng ta đều là làm sao đến Lạc gia. Vừa mới nói xong, mọi người liếc nhìn nhau, tất cả đều cười to lên. Không sai, Trác Phàm đáng sợ không ở chỗ hắn thực lực, mà chính là cái kia không thấp hơn u quỷ thất âm trầm tâm kế, cùng cái kia không ai có thể nghĩ đến quỷ dị thủ đoạn. Nếu là đem những này lại coi là lời nói, cái kia Trác Phàm phần thắng thì lớn hơn nhiều. Nghiêm Tùng cũng lại yên lặng cười cười, cảm thán nói, lần này Bách gia tranh minh, xem như ngàn năm qua mạnh nhất một giới đi. May mắn lão phu sinh sớm hơn 100 năm, không phải vậy tại giới này trong tranh đấu, lão phu chỉ sợ chỉ có thể làm pháo hôi. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa cười to lên, Trác Phàm cũng hơi hơi cười khẽ gật đầu. Bất quá trong lòng hắn, nhưng như cũ kẹp lấy một cái cành. Hoàng Phủ Thanh Thiên. Chư vị trưởng lão, các ngươi nhưng biết thiên vũ chỗ nào tồn tại lôi vân dày đặc chi địa. Bỗng nhiên, Trác Phàm nhìn về phía Lệ Kinh Thiên bọn người hỏi. Mọi người sững sờ, đồng nói, Trác quản gia lời ấy ý gì. Trong tay ánh sáng lóe lên, một cái chớp động lên lôi quang chứng lớn liền trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, chỉ nói, chính là vì nó. Cấp 6 linh thú. Lôi vân tước chứng, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, mọi người cùng nhau kêu lên sợ hãi. Đón lấy, Lệ Kinh Thiên liền một mặt hâm mộ nhìn về phía Trác Phàm, hắc hắc hắc. Trác quản gia thật sự là giấu không ít bảo bối a, liền cấp 6 chứng linh thú đều có. Cái này nếu là ấp ra đến, lập tức liền có một cái phong cách cấp 6 linh thú ở bên, thật sự là thần chiếu cao thủ gặp đều được chạy a. Đúng vậy a, chúng ta hai cái hao hết trăm cay nghìn đắng. Cũng bất quá đều có một cái cấp 5 linh thú linh sủng mà thôi. Không nghĩ tới Trác quản gia đã nấp kỹ một cái cấp 6 linh thú, đây chính là liền thần chiếu cường giả cũng rất khó đào được bảo bối, Trác quản gia quả nhiên thủ đoạn hơn người, thường nhân chỗ không kịp a. Tuyết Thanh Kiến cùng Cửu Viêm Hải liếc nhau, đồng dạng mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Khoát khoát tay, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, các ngươi cũng đừng vuốt mông ngựa, viên này chúng ta cũng là ngẫu nhiên đoạt được. Chỉ bất quá lúc trước có chút tổn thương, ta đi Hoa Vũ lâu, chính là vì tìm được bồ đề ngọc dịch vì nó khôi phục. Về sau một chuỗi dài tình huống khẩn cấp phát sinh, liền không có quan tâm nó. Gần nhất, mới khiến cho nó khôi phục sinh cơ, nhưng là muốn để nó ấp trứng đi ra, nhất định phải tìm đến đại lượng lôi điện chỗ tụ tập, hấp thu lôi lực mới có thể. Vậy còn không dễ dàng, ngài bày cái dẫn lôi trận không là được. Tuyết Thanh Kiến nhún nhún vai nói. Thế nhưng là một lời của hắn thốt ra, liền lọt vào Trác Phàm phủ quyết, trận pháp dẫn dắt lôi lực, dù sao thế yếu, mà lại có phần phí khổ tâm. Ta muốn cho nó tại thiên nhiên trong lôi chỉ ấp trứng, như thế sau khi thành niên, thực lực càng mạnh. Lệ Kinh Thiên bọn người khẽ gật đầu, Trác Phàm lời ấy có lý. Nếu là cái này lôi vân tước tại ấp trứng lúc, hấp thu lôi lực thưa thớt, vậy liền hội dẫn đến tiên thiên không đủ, thực lực đại tổn. Trắng trắng đáng tiếc cái này cấp 6 linh thú. Huống hồ, Trác Phàm tâm tư bọn họ cũng hiểu. Lập tức muốn giao đấu quái vật Hoàng Phủ Thanh Thiên, bên người tự nhiên thêm một cái thủ đoạn tính toán một cái. Cái này ấp trứng lôi vân tước sự tình, thực sự không thể qua loa. Nếu là nói thiên vũ có cái nào một chỗ nhiều năm sấm sét vang dội, kéo dài không thôi, vậy cũng chỉ có cái chỗ kia. Lệ Kinh Thiên sờ lấy rear map, suy nghĩ rất lâu, thì thào lên tiếng. Thế nhưng là hắn lời nói vừa ra, Tuyết Thanh Kiến liền vội vàng nói,
không thể, chỗ đó thế nhưng là thiên vũ cấm địa. Chúng ta bây giờ liền ngự hạ thất gia đều đánh không lại, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta nhấc lên càng lớn phiền phức sao? Ách, các ngươi nói là nơi nào? Trác Phàm mí mắt run run, hiếu kỳ nói. Trầm ngâm một trận, Lệ Kinh Thiên bọn người lẫn nhau nhìn xem, cùng nhau nghiêm túc nói, Tích Lôi Sơn. Tích Lôi Sơn, chỗ đó làm sao? Như Trác quản gia suy nghĩ, cái chỗ kia nhiều năm lôi vân dày đặc, sấm sét cuồng oanh lạm tạc không ngừng, đã không biết bao nhiêu năm. Tương truyền tại Thiên Vũ lập quốc trước đó, cũng là như thế. Lệ Kinh Thiên nhìn Trác Phàm liếc một chút, thản nhiên nói. Song đồng không khỏi sáng lên, Trác Phàm kêu lên, vậy thì thật là tốt, lão tử là ở chỗ này, ấp trứng ta trứng. Không được. Thế mà, hắn lời ấy vừa ra, Tuyết Thanh Kiến liền vội vàng nói, nếu là lúc trước, người muốn đi nơi nào không có gì. Thế nhưng là ngay tại 60 năm trước, Hộ Quốc Tam Tông một trong Ma Sách Tông, ở nơi đó lưu đày 4 phạm nhân, mỗi ngày thụ vạn lôi phệ tâm nỗi khổ. Chúng ta đến đó, nếu là ở ấp trứng lúc không cẩn thận mở ra cấm chế, thả 4 người kia đi ra, sẽ cùng tại đắc tội Ma Sách Tông, vậy chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không nổi. Trác Phàm trong mắt hơi híp, lẩm bẩm nói, người nói 4 người kia là lưu đày. Cái kia Ma Sách Tông có người trông coi, hoặc là định kỳ xem sao. Ách, giống như không có. Ma Sách Tông tựa hồ đem bọn hắn đặt ở chỗ đó, thì mặc kệ, nghĩ đến là liệu định không người nào dám bốc lên đắc tội bọn họ mạo hiểm, thả 4 người kia ra đi. Cái kia còn sợ cái dám a, coi như không cẩn thận phóng xuất, chúng ta phủi mông một cái chạy chính là, người nào có thể biết là chúng ta làm. Trác Phàm nhíu mày, gian cười ra tiếng. Tuyết Thanh Kiến không khỏi khẽ giật mình, suy nghĩ một chút, hình như cũng đúng. Không gì hơn cái này làm lời nói, dám làm không dám chịu, có phải hay không thật xấu xa. Nếu là vạn nhất bị Ma Sách Tông phát hiện, vậy liền triệt để xong đời. Thế nhưng là Trác Phàm cũng là như thế có gan, như thế có gan. Nếu là mọi thứ đều lo trước lo sau, hắn lại làm sao có thể leo lên Ma Hoàng chi vị, thành làm một đời bá chủ. Kết quả là... Trác Phàm vỗ đùi, quyết định mang theo Lệ Kinh Thiên hướng Tích Lôi Sơn tiến đến. Mục đích, chính là vì ấp trứng hắn lôi vân tước. Vốn là đây là vì tiến vào xét đánh hạp làm chuẩn bị, nhưng là bây giờ, hắn lại cũng phải vì đối phó quái vật kia Hoàng Phủ Thanh Thiên thời khắc chuẩn bị. Mà tại trước khi lên đường, hắn hướng Nghiêm Tùng cùng Lôi Vũ Đỉnh cái kế tiếp trên đời không có bất kỳ người nào có thể muốn đến nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này áp dụng. Đối Lạc gia tương lai trưởng khống toàn bộ Thiên Vũ cục thế, đưa đến tính quyết định tác dụng. Vù vù. Hai đạo lưu quang từ vân không xẹt qua, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên hướng về Tích Lôi Sơn phương hướng, cấp tốc tiến lên. Lệ lão, còn có bao nhiêu thời gian? Trác Phàm sờ sờ trên tay lôi linh phòng bị, đạm mạc lên tiếng. Lệ Kinh Thiên hướng về phía trước ước chừng nhìn xem, nói, theo lão phu tính ra, trong vòng 3 ngày tất đến. Tốt. Trác Phàm gật đầu một cái, sau lưng lôi vân rực lắc một cái, tốc độ lại thêm 3 phần, mau chóng đến, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hô! Đột nhiên, tiếng xé gió vang, một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng bọn họ nơi này đánh tới. Trác Phàm trong mắt co rụt lại, vò tới trước thân thể không kịp dừng lại, mắt thấy bóng đen kia liền muốn hướng hắn mặt đập tới, không khỏi hoảng hốt. Đúng vào lúc này, Lệ Kinh Thiên vội vàng khẽ vươn tay. Kịp thời bắt lấy Trác Phàm cái cổ, hắn thân thể mới vừa dừng lại, sau đó bỗng nhiên kéo một phát, liền đem hắn vung ra sau lưng. Mà bóng đen kia thì là tốc độ không giảm chỗ, hướng bọn họ chỗ này đập tới. Quỷ Long Chảo, trong lòng hét lớn một tiếng, Lệ Kinh Thiên nhất chảo đánh ra. Đụng, nhưng nghe một tiếng nổ vang rung trời phát ra, đạo hắc ảnh kia nhất thời bị đánh bay trở về, Lệ Kinh Thiên ngang nhiên lập ở không trung, uy phong lẫm liệt. Nhưng là đỏ bừng bàn tay, lại là tại run không ngừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lệ lão, ngươi thế nào? Trác Phàm đuổi bước lên phía trước xem, Lệ Kinh Thiên lại là nhíu mày lắc lắc đầu, không sao cả, chỉ là món kia đồ vật chỉ sợ là một kiện linh binh, tối thiểu ngũ phẩm trở lên. Nếu không phải lão phu chính là luyện thể cao thủ, hiện tại đoán chừng liền muốn treo điểm màu. Thật dài nhẹ nhõm. Trác Phàm khẽ gật đầu, gặp hắn không có gì đáng ngại, cũng yên lòng. Khặc khặc khặc, thế mà có thể tay không đánh về lão tử ngũ phẩm linh binh, Khô Lâu Trưởng, cũng coi là cao thủ,
xem ra hôm nay câu được một con cá lớn a. Bỗng nhiên, một trận quát kêu cười gian vang lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hai người phía trước 100 mét có hơn, khẽ vươn tay tiếp vào món kia màu đen đồ vật. Đến tận đây, Trác Phàm bọn họ mới nhìn rõ ràng, món kia màu đen đồ vật chính là một cái thân thể dài 2 mét, hai đầu cắt treo một cái khô lâu đen nhánh gậy trống. Mà nắm trượng người, thân hình thấp bé, khuôn mặt xấu xí, phảng phất là cái người lùn, nhưng là một mặt hung sát cùng khí thế bàng bạc, lại là để người tuyệt đối không dám khinh thường. Thần chiếu tam trọng cao thủ, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhau, hai người cùng nhau kinh hãi kêu ra miệng. Cái kia người lùn nghe, tựa hồ tương đương hưng phấn, hoa chân múa tay quái kêu ra tiếng, khặc khặc khặc. Nếu biết lão tử lợi hại, vậy thì nhanh lên thúc thủ chịu trói, lão tử có lẽ còn có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Hừ, chỉ là thần chiếu tam trọng mà thôi, cũng không áng chừng chính mình cân lượng, thì dám ở trước mặt lão phu khẩu suất cuồng ngôn. Không khỏi cười lạnh, Lệ Kinh Thiên tiến lên một bước, toàn thân khí thế bỗng nhiên đại phóng. Chỉ một thoáng, uy áp mạnh mẽ ép tới cái kia người lùn liên tiếp lui về phía sau, không thở nổi cái gì, người lão gia hỏa này lại là thần chiếu 6 tầng cao thủ. Ha ha ha, không sai, liền đối thủ thực lực đều không rõ ràng thì dám ra tay, người vật nhỏ này có thể sống đến bây giờ, đạt đến thần chiếu tam trọng cảnh, cũng coi là cái kỳ tích. Không khỏi suy cười một tiếng, Trác Phàm nhẹ liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hiện tại cái kia lão tử đặt câu hỏi, người nhà là ai? Vì sao muốn xuất thủ đánh lén chúng ta, là thụ người nào sai xử? Ánh mắt bất giác chớp chớp, cái kia người lùn thật sâu dò xét Trác Phàm một hồi lâu, mới bạo cười ra tiếng, ha ha ha. Một cái đoán cốt ngũ trọng tiểu quỷ, trang hai cái cánh thì sung cao thủ, cũng xứng nghe ngóng ra ra người danh hiệu ta. Người cái không phải người không phải quỷ, không đứng đắn tiểu đông tây, thế mà cũng dám xưng lão tử ra ra. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Trác Phàm đuôi lông mày thái dương huyệt thình thịch trực nhảy, lạnh lùng nói, Lệ lão, cái gì đều không cần hỏi, tranh thủ thời gian giải quyết thứ này, chúng ta tốt lập tức lên đường. Không có vấn đề. Lệ Kinh Thiên từ lâu không quen nhìn vật nhỏ này cuồng vọng, Trác Phàm trang bức, đó là bởi vì hắn là gia tộc người trưởng quản, có kiêu hùng chi tư. Người nhà một người dáng dấp vớ va vớ vẩn, không phải người không phải quỷ tiểu đông tây, thực lực còn không bằng lão phu. Có tư cách gì ở trước mặt lão phu phách lối trang bức? Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cho nên Trác Phàm mệnh lệnh vừa đến, Lệ Kinh Thiên liền không kịp chờ đợi xông đi lên. Mà con vật nhỏ kia, nhìn đến Lệ Kinh Thiên vào tới, cũng không khỏi kinh hãi, vội vàng múa lên trong tay khô lâu trượng. Phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng, kim loại va chạm tiếng nổ lớn bên tai không dứt. Tuy nhiên Lệ Kinh Thiên không có lấy bất luận cái gì linh binh hoặc là ma bảo, nhưng là thân là luyện thể tu giả hắn, toàn thân cao thấp sớm đã tu luyện được như linh binh một dạng cứng rắn. Cho nên một đôi bàn tay đánh vào cái kia khô lâu trượng lên, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chính ngược lại, bởi vì hai người trên thực lực chênh lệch, cái kia người lùn tuy nhiên có linh binh nơi tay, nhưng ở mỗi một lần trưởng trượng tương giao lúc, lại đều bị Lệ Kinh Thiên cường đại nguyên lực trùng kích đánh cho liên tục lùi về phía sau. Tuy nhiên hắn đem cái này hắc trượng múa đến kín không kẽ hở, tạm thời không chịu được thương tổn, nhưng là thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ hết sức mà chết. Mẹ hắn, lần này thật gặp phải cọng rơm cứng. Cái kia người lùn trèo trống đến tựa hồ tương đương vất vả, đã là nhịn không được mắng to lên tiếng. Đến sau cùng, không thể không khẽ cắn môi, hướng về sau đột nhiên nhảy một cái. Tạm thời thoát ly vòng chiến. Thế nhưng là, lúc đang Lệ Kinh Thiên cho là hắn muốn chạy trốn lúc, cái kia người lùn lại là đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay lần nữa bỗng nhiên vung lên hắc trượng. Mà lần này cùng lúc trước có chỗ khác biệt, theo hắn hắc trượng múa, hắn quanh người đúng là tụ tập đầy áp hắc khí, cái kia khô lâu trượng bên trong cũng phát ra trận trận gào khóc thảm thiết thanh âm. Trong chốc lát, cái kia người lùn quanh thân bị một cỗ oán khí bao vây, tiếp lấy hóa vì một con khô lâu bộ dáng, cười tà nhìn về phía Lệ Kinh Thiên hai người. Đây là, ma đạo công pháp, thật sự là đầy đủ tà. Trác Phàm mi đầu hơi hơi lắc một cái, tựa hồ cũng có chút kinh dị, hắn thực sự không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua rất ngu ngốc người lùn, lại là lấy âm hiểm ngoan độc lấy xưng ma đạo tu giả. Bất quá, hắn lại tuyệt không lo lắng, bàn về ma đạo bên trong tàn nhẫn ma công,
hắn truyền cho Lệ Kinh Thiên ma sát tam tuyệt, tuyệt đối là tại toàn bộ ma đạo bên trong cũng xếp tại hàng đầu. Khặc khặc khặc, không nghĩ tới a, gia gia ta thế nhưng là độc ác nhất, đáng sợ nhất ma đạo cao thủ. Gia gia một chiêu này huyền giai võ kỹ cấp thấp, quỷ ảnh khô lâu trượng, sẽ đem ngươi toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều thôn vệ hết. Thế nào, sợ hãi a, ha ha ha. Cái kia người lùn tại cái kia khô lâu hư ảnh bên trong điên cuồng cười to, Lệ Kinh Thiên thì là khóe miệng giật một cái, phun ra hai chữ, nhị bức. Cái gì, ngươi dám xem thường ta, vậy ngươi thì đi chết đi. Cái này người lùn não tử không dùng được, nhưng lỗ tai lại láo lỉnh. Nghe đến Lệ Kinh Thiên cái kia khinh thường hai chữ, bất giác nổi giận gầm lên một tiếng, ôm theo cái kia khô lâu hư ảnh hướng hắn tiến lên. Thế nhưng là Lệ Kinh Thiên lại chỉ là nhếch miệng lên, khinh thường bĩu môi, không sợ chút nào phản vọt lên, đồng thời toàn thân cao thấp một cỗ màu đen long ảnh chậm rãi hiển hiện. Không có mắt tiểu đông tây, lão phu hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì là chính thức ma đạo chí cao vũ kỹ. Ma sát tam tuyệt thức thứ nhất, ma long ngút trời. Giống. Một tiếng vang vọng đất trời giống to phát ra, Lệ Kinh Thiên ôm theo thiên địa chi uy, hướng cái kia khô lâu hư ảnh phóng đi. Không có chút nào lo lắng, thậm chí ngay cả một cái giấm vang lớn âm thanh đều không phát ra, cái kia khô lâu hư ảnh thì trong nháy mắt bị đụng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phốc, cái kia người lùn nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra tới. Trong tay hắn cái kia khô lâu trượng, cũng trong nháy mắt đứt thành hai đoạn. Một thanh ngũ phẩm linh binh, thế mà bị người dùng thân thể đụng gãy. Có thể thấy được Lệ Kinh Thiên vị này thiên cương cuồng tôn, sử xuất ma sát quyết về sau, thực lực khủng bố cỡ nào. Giờ này khắc này, nhìn lấy cái kia đứt thành hai đoạn hắc trượng, cái kia người lùn dường như mới ý thức tới chính mình sai lầm, lần này thật sự là đá trúng thiết bản. Trong đồng tử, cũng lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Chờ một chút, ta nhận thua, cầu buông tha. Người lùn vội vã khoát khoát tay, cầu khẩn nói. Lệ Kinh Thiên quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, đã thấy Trác Phàm khoan thai chật qua đầu, liền biết hắn quyết ý. Sau đó lần nữa xoay đầu lại, khóe miệng đã là treo lên tàn nhẫn đường cong, đuôi mù tiểu đông tây, hiện tại biết cầu tha cho, muộn. Vừa dứt lời, Lệ Kinh Thiên cười lớn nhất trưởng hướng hắn chán vỗ tới. Cái kia người lùn thì là dọa đến kêu lên sợ hãi, các huynh đệ, đại ca các ngươi sắp bị người đánh chết, nhanh tới cứu ta a. Ai dám động đến ta đại ca, ai dám động đến ta đại ca. Bỗng nhiên, từng tiếng chói tai gọi tiếng vang lên, Lệ Kinh Thiên không khỏi trì trệ, ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy ba đạo bóng đen cấp tốc hướng hắn nơi này bay tới, bất quá trong chốc lát, liền tới đến trước mặt hắn. Đồng thời ba đạo mạnh mẽ trưởng phong, cùng công hắn thượng trung hạ ba đường, làm cho hắn không thể không hướng về sau nhảy một cái, thoát ly vòng chiến, đi vào Trác Phàm bên người. Lúc này lại hướng nhìn đằng trước lúc, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên đã là đồng thời ngây người. Chỉ thấy lúc này, trước mặt bọn hắn lại nhiều ba cái người lùn, mà lại cùng cái kia cái thứ nhất người lùn tướng mạo còn có chút tương tự, chỉ bất quá tại về thần thái lại đều có khác biệt. Có linh động, có bị ổi, có gan e sợ, mà cái kia cái thứ nhất người lùn lại là tại ba người đến đỡ dưới, lại đứng lên, một lần nữa lộ ra hung ác ánh mắt, tiếng cười to nói, ha ha ha. Ta huynh đệ nhóm đến, sợ đi, thức thời, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, lão tử tha các ngươi một cái mạng chó. Gương mặt nhìn không được run run, Trác Phàm tức sạm mặt lại rơi xuống. Cái này nha quả nhiên não tử không dùng được, vừa mới bị giáo huấn một lần, trong nháy mắt thì quên, không nhớ lâu, hiện tại còn dám trang bức. Nếu là hắn thật đến mấy cái cường thủ cũng coi như, thế nhưng là Trác Phàm nhìn ba người kia, cũng bất quá là giống như hắn. Thần chiếu tam trọng cảnh mà thôi. Lệ lão đối phó dư xài, hắn từ đâu tới dạng này dũng khí lại kêu rầm rĩ. Lệ lão, đem những này không phải thứ gì đồ vật, nhân đạo hủy diệt a, lão tử thực sự nhìn không được. Trác Phàm xoa xoa cái trán, thở dài. Nhưng là Lệ Kinh Thiên lại là trong mắt ngưng tụ, dường như nghĩ đến cái gì giống như, trên mặt cấp tốc hiện lên một tia ngưng trọng đến, Trác quản gia, xem ra chúng ta gặp phải đại phiền toái. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm còn không rõ ràng cho lắm, Lệ Kinh Thiên đã là liền ôm quyền nói, các vị, chẳng lẽ các ngươi cũng là trong truyền thuyết, bị ma sách tông lưu đày Tích Lôi Sơn. Ma sách tứ quỷ, bất giác trong mắt co rụt lại,
Trác Phàm quá sợ hãi, quay đầu nhìn về phía bốn người. Bọn họ cũng là bị Ma Sách Tông giam giữ phạm nhân, không phải có cấm chế nhốt thế này, làm sao lại chạy ra đến. Quả nhiên, bốn người kia nghe được lời này về sau, cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tập hợp một chỗ bảy cái cực kỳ nhị bức tạo hình, lớn tiếng nói, không sai, chúng ta thì là ma đạo anh kiệt, người xưng yêu ma quỷ quái Ma Sách tứ quỷ. Nhìn lấy bốn người cái kia kỳ hoa tạo hình, riêng là cái kia cái thứ nhất người lùn, rõ ràng đã bị thương nặng, còn muốn liều mạng nấu tạo hình, Trác Phàm liền tức xạ mặt lại rủ xuống. Bốn người này thật sự là kỳ hoa a, một lũ ngu ngốc đần độn, thật không rõ Ma Sách Tông lúc trước làm sao lại thu bốn người bọn họ. Lệ lão, vẫn là đem bọn họ nhân đạo hủy diệt. Ta bây giờ mới biết, vì sao Ma Sách Tông đem bọn hắn đặt ở Tích Lôi Sơn, liền rốt cuộc mặc kệ. Hừ hừ, nếu là ta cũng không muốn lại nhìn thấy cái này bốn cái kỳ hoa ở trước mặt ta xuất hiện. Thế nhưng là, Lệ Kinh Thiên lại không có động, ngược lại sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, lẩm bẩm nói, Trác quản gia, ngươi chớ nhìn bọn họ bốn cái giống như cũng không quá bình thường. Nhưng là bốn người này liên thủ uy lực, năm đó thế nhưng là oanh động toàn bộ thiên vũ a. Nghe được lời này, Trác Phàm mãnh liệt đồng tử ngưng tụ, thật sâu nhìn sang. Nếu như là như thế tới nói, vậy hắn ngược lại phải thật tốt nhìn một cái. Đại ca, bọn họ xem ra giống như rất lợi hại bộ dáng, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Vừa mới bày hết tạo hình, một cái người lùn liền cấp tốc trốn đến ba người sau lưng, dò ra một cái đầu nhìn về phía Trác Phàm bọn họ nơi này, sắt xúc nói. Trác Phàm không khỏi sững sờ, đây là có chuyện gì, vừa gắn xong bức thì Mã Sơn nhận sợ người. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đây. Nếu là ngay từ đầu hắn cũng không dám cùng mình hai người làm địch lời nói, hắn chả bày cái gì tạo hình, trang cái gì bức. Trực tiếp chạy không phải. Quả nhiên, tựa hồ cũng cho rằng tiểu tử này trước sau mâu thuẫn, một cái khác người lùn đưa tay tại đầu hắn lên hung ác gõ một chút, nổi giận mắng, đồ hèn nhát, mỗi lần chúng ta bá khí tạo hình đều bị ngươi cho hủy, về sau cũng không tiếp tục mang ngươi đi ra. Lại nói, lão đại bị bọn họ trọng thương thành dạng này, chẳng lẽ chúng ta có thể không báo thù cho hắn sao? Trác Phàm khẽ gật đầu, cái này coi như giống câu tiếng người, về phần hắn trong miệng cái kia cái gọi là bá khí tạo hình, Trác Phàm liền trực tiếp bỏ qua. Hiện tại xem ra, cái này bốn cái tiểu đông tây bên trong, vẫn là có người bình thường. Thế nhưng là, hắn loại ý nghĩ này vừa mới toát ra, cái kia người lùn câu nói tiếp theo, liền hung hăng đánh hắn một bàn tay, lại nói, coi như không cho lão đại báo thù. Lão đại khô lâu trưởng đều bị làm hư, làm sao cũng phải để bọn họ bồi một cái đúng không? Cái kia người lùn nhất chỉ rơi ở một bên, gãy thành hai đoạn hắc trưởng, nắm chắc chính mình vị trí trái tim, tựa hồ mười phần đau lòng đồng dạng. Trác Phàm gương mặt hung hăng co lại, trên trán một đầu hắc tuyến treo xuống rơi xuống. Vừa mới nghĩ pháp, làm lão tử não tử cũng quất, cái này nha cũng không bình thường. Nào có đại ca của mình bị đánh thương tổn không thèm quan tâm, đi đau lòng một kiện đồ vật. Coi như đây là một kiện ngũ phẩm linh binh, các ngươi thân là thần chiếu cường giả, chẳng lẽ cũng sẽ như vậy quan tâm sao? Sốt cục, vị lão đại này, cái kia cái thứ nhất đi ra người lùn, cũng nhìn không được nữa chính mình hai cái này nhị bức đệ đệ lời nói và việc làm, hét lớn một tiếng, liền tại hai bọn họ trên đầu một người hung ác gõ một chút, mắng, mẹ hắn. Lão tử để cho các ngươi đến không phải cãi nhau, là cho lão tử xông pha chiến đấu. Lão tử mang cái đầu, cùng lão tử cùng một chỗ xông lên a. Nói, cái kia lão đại dẫn đầu cái thứ nhất hướng Trác Phàm hai người bên này vào tới, thế nhưng là hắn đã trọng thương tại thân, không có đi hai bước, thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Bất quá cái kia kiên nghị ánh mắt, lại nhìn chằm chằm vào Trác Phàm. Xông lên a, xông lên a. Cái cuối cùng người lùn. Tựa hồ là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, một mực tại bên cạnh nhảy tới nhảy lui, cố lên hò hét, nhưng mình lại căn bản không nhúc nhích. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, ba cái người lùn ào ào hướng hắn chỗ này xem ra, trợn mắt nhìn, tiếp lấy liền không quan tâm Trác Phàm bọn họ, ngược lại cùng nhau hướng cái kia cố lên hò hét người lùn phóng đi, đem hắn hung hăng béo đánh một trận. Nãi nãi, mỗi lần ngươi ở bên cạnh gọi tối cao, lại xuất lực ít nhất, liền sẽ kiếm tiện nghi. Đúng vậy a, lão tam, lần này ngươi trước hướng, không phải vậy chúng ta đều không hướng. Mọi người tỉnh táo một chút,
lão đại đã thụ thương, chúng ta vẫn là chạy trước thì tốt hơn. Cái kia tránh ở sau lưng mọi người người lùn khiếp khiếp nói, thế nhưng là hắn lời này vừa nói ra, mặt khác ba cái kia người lùn lập tức trở về xem trợn lên giận dữ nhìn hướng hắn. Đón lấy, ba người kia lại liên thủ, đem hắn vây tại một chỗ giận đánh lên. Lão tứ, mỗi lần cũng là ngươi nha kéo chân sau, ảnh hưởng chúng ta sĩ khí, chúng ta mới có thể thua. Đúng đấy, lần trước nếu không phải ngươi sợ địch không tiến, chúng ta làm sao lại bại? Tông chủ như thế nào lại đem chúng ta lưu đày tới cái địa phương quỷ quái nào, thụ vạn lôi phệ tâm nỗi khổ. Ba người một trận mắng to, dùng cả tay chân, đánh cái kia lão tứ quỷ khóc thần hào, nhưng là rất nhanh, cái kia lão tứ dường như nghĩ đến cái gì, đại kêu ra tiếng, cái kia lão nhị đây, lần trước nếu không phải hắn ham món lời nhỏ, đi kiếm người khác bị đánh rơi linh binh, chúng ta làm sao lại nhân thủ không đủ, đại bại mà quay về. Bỗng nhiên, ba người dừng lại. Đảo mắt nhìn về phía cái kia lúc trước muốn Trác Phàm bồi thường người lùn, sau đó lão tứ lại thêm vào chiến đoàn, ba người cùng một chỗ đánh đập lão nhị. Trác Phàm ở một bên nhìn đến gương mặt quất thẳng tới, cái này bốn cái kỳ hoa đến tột cùng là thứ quỷ gì a? Bọn họ tới là làm gì? Bốn người lẫn nhau quần ẩu sao? Đại địch phía trước, thế mà có thể không kiêng nể gì như thế làm nội chiến, cũng không biết là đối hai người bọn họ trần trụi xem thường, vẫn là thật não tử không dùng được. Lệ lão, bốn người này thật rất mạnh sao? Trác Phàm bĩu môi, lẩm bẩm nói. Lệ Kinh Thiên một trận xấu hổ, làm cười ra tiếng, chắc là a, dù sao bọn họ truyền ngôn, lão phu cũng là tin đồn, không có tránh thức giao thủ qua. Truyền thuyết bốn người bọn họ là đồng bào cùng một mẹ, cho nên tâm linh liên hệ. Vì thế, Ma Sách Tông mới đem bọn hắn triệu nhập, truyền hợp kích chi thuật. Nghe nói bốn người bọn họ xuất thủ, dùng ít địch nhiều. Lấy yếu thắng mạnh đều không nói chơi. Có điều, bọn họ một lời không hợp, thì chính mình đánh lên, làm sao có thể đối ngoại địch. Trác Phàm sờ mũi một cái, từ chối cho ý kiến. Lệ Kinh Thiên cũng nhịn không được cười lên một tiếng, không để ý bốn người đánh cho say sưa, từng cái vì Trác Phàm phê bình, Trác quản gia, nghe bọn hắn vừa mới chỗ nói, có lẽ cũng là bởi vậy, bọn họ mới có thể bị giáng tội đi. Tuy nhiên bốn tâm linh người liên hệ, nhưng là tính cách khác lạ, lại là rất khó ma sát. Liền lấy cái kia cái thứ nhất người lùn tới nói, chính là Ma Sách tứ quỷ bên trong lão đại, hung sát quỷ. Làm người hung hãn lỗ mãng, gần như không não. Thường thường vô luận đối mặt cường đại cỡ nào địch nhân, một người thì dám xông lên phía trên, cũng không để ý đằng sau huynh đệ đuổi theo không có. Đây cũng chính là vì cái gì, chúng ta không có cảm giác được hắn dùng nguyên thần dò xét qua chúng ta. Liền trực tiếp ném qua đến cái kia hắc trượng duyên cớ đi. Hắn nhị bức trình độ, ta rất rõ ràng. Trác Phàm khẽ gật đầu, suy cười ra tiếng. Lệ Kinh Thiên tiếp lấy chỉ cái kia đang bị quần ẩu người lùn nói, cái kia để cho chúng ta bồi thường hắc trượng tiểu đông tây, là Ma Sách tứ quỷ bên trong lão nhị, keo kiệt quỷ. Hắn là trong bốn người vắt cổ chảy ra nước, tầm nhìn hạn hẹp, thường thường làm một điểm lông gà vỏ tỏi lợi ích, không để ý đại cục. Là điển hình kiếm hạt vừng, ném dưa hấu điển hình. Loại người này bị đánh đáng đời, tình nguyện quan tâm một kiện linh binh, cũng không quan tâm đại ca của mình, ta gặp cũng sẽ đánh cho hắn một trận. Trác Phàm nhìn lấy người kia bị đánh thống khổ kêu gào bộ dáng, không còn gì để nói. Lệ Kinh Thiên ngửa mặt lên trời cười cười, chỉ cái kia một mực nhảy tới nhảy lui, ở bên cạnh phất cờ hò reo, lại động thủ ít nhất người lùn nói, đó là Ma Sách tứ quỷ bên trong lão tam. Lanh lợi quỷ. Này người tâm tư thông minh, thiện ở đánh lén, nghe đồn mỗi lần bốn người tác chiến, hắn luôn luôn ở bên du tẩu, cũng không xuất lực. Nhưng mỗi lần cầm xuống đối phương thủ cấp, lập đến đại công nhưng là hắn. Cho nên, cũng coi như điển hình kiếm tiện nghi nhân vật. Tiểu tử này cũng có chỗ thích hợp, dùng trí mà không đối đầu, chỉ là hắn tiểu thông minh đều dùng tại cùng chính mình người đoạt công lao trên thân. Bất quá! So với cái kia hai cái tính toán rất không tệ. Trác Phàm khẽ gật đầu, thì thào lên tiếng. Sau cùng, Lệ Kinh Thiên vừa chỉ cái kia bảy cái tạo hình về sau, vẫn trốn ở người khác sau lưng người lùn nói, cái này cái cuối cùng, là Ma Sách tứ quỷ bên trong lão tứ, đồ hèn nhát. Mỗi lần chiến đấu, hắn đều là tránh sau lưng lão đại. Thế nhưng là có truyền ngôn, hắn mới là trong bốn người thực lực mạnh nhất. Cho nên rất nhiều cao thủ, bởi vậy khinh thị hắn. Mà thiệt thòi lớn.
Trác Phàm khẽ gật đầu, trong lòng không sai, thản nhiên nói, Lệ lão, nếu không ngươi đi khiêu khích bọn họ một chút, xem bọn hắn cân lượng. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Lệ Kinh Thiên đầu dao động cùng trống lúc lắc một dạng, Trác quản gia, ngài đừng nói giỡn. Chớ nhìn bọn họ như bây giờ, nhưng là liên thủ thật rất mạnh a. Nghe nói trăm năm trước, bọn họ chỉ có thiên huyền 9 tầng cảnh, liền đem một cái thần chiếu nhị trọng cao thủ đánh chết. Ngài có thể suy nghĩ một chút, đều là thần chiếu cảnh, bình thường đều rất khó lưu lại đối thủ. Thế nhưng là bốn người bọn họ chỉ có thiên huyền cảnh lúc, liền đem thần chiếu cao thủ đánh chết, hiện tại bọn hắn thần chiếu tam trọng, ta cũng không muốn đem mạng già dựng ở bên trong. Cái kia có quan hệ gì, dù sao lão đại bọn họ thụ thương, hợp kích chi thuật, uy lực lớn khái cũng sẽ giảm mạnh đi. Khóe miệng lộ ra cái tà dị đường cong, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, Lệ Kinh Thiên gặp, lại là không cảm giác trong lòng giật mình. Đột nhiên, Trác Phàm chỉ Lệ Kinh Thiên, hướng cái kia bốn cái người lùn kêu lên, uy, lão gia hỏa này nói cha các ngươi khẳng định lên heo mẹ, mới sinh bốn người các ngươi kỳ hoa. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bốn người trong nháy mắt thì dừng lại tranh đấu, đảo mắt hung tợn hướng Lệ Kinh Thiên nhìn qua. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, hướng về sau nhảy một cái, rời xa Lệ Kinh Thiên 100 trượng có hơn, yên tĩnh nhìn lấy, trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng. Lệ Kinh Thiên lại sớm đã hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, duỗi ra tay áo chà chà trên trán mồ hôi lạnh, sắp khóc đi ra. Trác quản gia, con mẹ nó ngươi hố ta. Chậm rãi đứng dậy, bốn cái người lùn song song một đường, chậm rãi hướng Lệ Kinh Thiên đi đến, trên mặt không còn có đần độn chi khí. Ngược lại tất cả đều treo một mặt hung sát. Lúc này, đồ hèn nhát không còn nhát gan, đứa bé lanh lợi cũng không còn tránh né, keo kiệt quỷ hai mắt bên trong càng là không có keo kiệt chi khí. Trong chốc lát, bốn người dường như tất cả đều biến thành hung sát quỷ một dạng, toàn thân cao thấp tràn đầy lệ khí. Trác Phàm mi đầu lắc một cái, trong mắt tản mát ra dị sắc, dường như nhìn ra chút gì. Lệ Kinh Thiên thì là méo miệng, trong mắt lệ quang chớp động. Trong lòng đem Trác Phàm mắng gần chết. Coi như Lạc gia ngươi là lão đại, cũng không thể như thế hố trưởng lão đi. Bất quá việc đã đến nước này, Lệ Kinh Thiên đã không còn gì để nói, kiên trì đi lên, hét lớn lên tiếng nói, đúng vậy a, lão phu sớm nhìn bốn người các ngươi khó chịu, có loại cùng tiến lên a. A, bốn tiếng bén nhọn gào thét vang vọng toàn bộ vân không, bốn mắt người đỏ bừng. Đạp chân xuống liền hóa thành bốn đạo lưu quang hướng Lệ Kinh Thiên phóng đi. Bốn đạo sát khí ngưng làm một cỗ, cho dù là Lệ Kinh Thiên dạng này thần chiếu 6 tầng cao thủ, cũng không cảm thấy hô hấp trì trệ, liên tiếp lui về phía sau 3 bước. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, tuy nhiên biết rõ bốn người có hợp kích chi thuật, nhưng là chân chính đối mặt, Lệ Kinh Thiên mới phát hiện khủng bố cỡ nào. Bốn người khí thế hợp lại cùng nhau, lại không phải đơn giản điệp ra. Mà chính là cấp số nhân mà tăng lên. Sau đó ngay sau đó không dám thất lễ, Lệ Kinh Thiên vội vàng toàn thân khí thế đại phóng, duỗi ra nhất quyền, tụ lên toàn thân khí lực, hung hăng hướng về phía trước đối đụng tới. Oanh! Một tiếng nổ rung trời phát ra, Lệ Kinh Thiên nhất thời liền bị đụng bay ra ngoài trăm thước, trong lòng bất giác khí huyết cuồn cuộn, mà cái kia bốn đạo hắc khí vẫn như cũ không ngừng nghỉ chút nào hướng hắn đánh tới. Vãi sao 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 nhỉ? Muốn cứng đối cứng đúng không? Tốt, lão phu phụng bồi tới cùng. Nguyên bản Lệ Kinh Thiên đối cái kia tứ quỷ còn có e ngại, nhưng là một khi chiến mở, võ si bản sắc bại lộ, gặp mạnh thì mạnh. Hiện tại chẳng những không sợ, còn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hào tình vạn trượng, ma sát tam tuyệt thức thứ nhất, ma long ngút trời. Giống một tiếng kinh thiên long ngâm vang vọng chân trời, Lệ Kinh Thiên toàn thân hắc long hư ảnh bao phủ. Mang theo không gì địch nổi khí thế, hướng cái kia ma sách tứ quỷ lần nữa phóng đi. Mà lần này, Lệ Kinh Thiên tại huyền giai vũ kỹ phụ trợ dưới, khí thế trong nháy mắt bạo dạp, chỉ là trong một nhịp hít thở, thì triệt để áp đảo bốn người hợp kích cái kia cỗ sát khí. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, bốn người dường như cũng không nghĩ tới Lệ Kinh Thiên thực lực như thế cường hãn, không khỏi kinh hãi, cùng nhau kêu lên a, xong đời xong đời. Thế mà... Bọn họ tuy nhiên miệng phía trên gọi như vậy lấy, nhưng khi sắp cùng Lệ Kinh Thiên đập vào lúc, nhưng lại nhất thời vang lên từng trận quỷ dị tiếng cười quái dị, khặc khặc khặc. Không bồi thường ngươi chơi. Bỗng nhiên, Lệ Kinh Thiên trước mặt cái kia cỗ hợp lại quỷ dị khí thế, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa,
hắn một chiêu này ma long ngút trời vậy mà đụng hư không. Đồng thời, ở bên cạnh hắn xuất hiện nói đạo tàn ảnh, tốc độ quá nhanh, mà ngay cả hắn thần thức lĩnh vực đều bắt không đến. Chỉ có cái kia vô tận tiếng cười quái dị, ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, phảng phất tại biểu thị công khai lấy hắn đã bị hết bao vây hết. Đây là... Trác Phàm ở một bên nhìn lấy, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lúc này trong mắt cũng không nhịn được run run, chân mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm nói, bốn người này, lại biến. Khặc khặc khặc, quát kêu tiếng cười quái dị tại bốn phía tiếng vọng, Lệ Kinh Thiên nhìn lấy tứ phương thoát ẩn thoát hiện tàn ảnh, mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng. Hô! Đột nhiên, một trận kinh phong xẹt qua, lanh lợi quỷ đột nhiên xuất hiện tại Lệ Kinh Thiên trước mặt. Vung tay ba một tiếng cho hắn cái tát, liền lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lệ Kinh Thiên đều không biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, một bên gương mặt đã là sưng đỏ lên. Thật nhanh, trong mắt co rụt lại, Trác Phàm không khỏi kêu thành tiếng. Thế nhưng là, còn không đợi hắn kinh dị tiêu tán, lại là một trận kình phong cạo qua, hung sát quỷ thân ảnh cũng đồng dạng xuất hiện tại Lệ Kinh Thiên trước mặt, đồng dạng một cái bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà lại đáng hận nhất là, phiến tại hắn cùng một trên mặt. Tiếp lấy keo kiệt quỷ cùng đồ hèn nhát, cũng từng cái tại cái kia sớm đã sưng lên trên hai gò má, phiến một bạt tai. Lệ Kinh Thiên lửa giận ngút trời, mắng to lên tiếng, bốn người các ngươi tiểu đông tây, làm gì chỉ xông lấy một mặt đánh, không biết đổi một mặt đánh sao. Khặc khặc khặc, chúng ta vui lòng, ngươi quản được sao. Bốn phía vang lên lần nữa tứ quỷ tiếng cười nhạo. Thế nhưng là Trác Phàm lại là tròng mắt hơi híp, lộ ra nghi hoặc ánh mắt, kỳ quái, vừa mới hung sát quỷ tốc độ không có nhanh như vậy a, làm sao bị thương nặng về sau, ngược lại tốc độ nhanh, nhưng là lực lượng lại yếu, chẳng lẽ nói. Lệ lão, để bọn hắn đánh, Trác Phàm đột nhiên đại kêu ra tiếng. Lệ Kinh Thiên sững sờ, không rõ ràng cho lắm, lão phu đây không phải đang bị bọn họ đánh lấy thế này. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại là lập tức minh bạch Trác Phàm ý tứ, khóe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn đường cong. Bốn cái tiểu đông tây, các ngươi cái này bốn bàn tay, lão phu nhất định gấp bội hoàn trả. Thật sâu hít một hơi, Lệ Kinh Thiên lớn tiếng gầm thét, bốn cái thằng con hoang, có gan ngươi nhóm đánh lão phu mặt khác. Khặc khặc khặc, chúng ta thì không đánh, chúng ta thì đánh ngươi một mặt. Trong không khí lần nữa truyền đến bốn người mỉa mai tiếng cười nhạo, tiếp lấy tiếng xé gió lại vang lên, một cái xinh xắn bàn tay lần nữa hướng Lệ Kinh Thiên trên gương mặt vỗ qua. Phốc! Thế mà, một chưởng này còn không có chịu đến Lệ Kinh Thiên một cọng tóc gáy, cũng đã bị một bàn tay lớn hung hăng nắm trong tay. Lệ Kinh Thiên cười lạnh nhìn về phía trước mặt lanh lợi quỷ, trong hai con ngươi đều là lửa giận, đáng chết thằng nhãi con, lão tử không phải để ngươi đánh lão tử mặt khác a. Bây giờ bị lão tử bắt được đi. Hỏng bét, trung kế. Không khỏi hít sâu một hơi, lanh lợi quỷ lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lệ Kinh Thiên lúc trước nói, chỉ là dẫn dụ hắn xuất thủ bẫy dập thôi. Mà nếu biết hắn muốn động thủ mục tiêu, cái kia coi như tốc độ lại nhanh, ôm cây đợi thỏ cũng có thể bắt được. Lúc trước Trác Phàm để Lệ Kinh Thiên bị đánh, cũng chính là ý tứ này. Hung hăng rút rút tay. Thế nhưng là lấy lanh lợi quỷ thần chiếu tam trọng thực lực, chỗ nào có thể theo Lệ Kinh Thiên thần chiếu 6 tầng trong tay bỏ chạy. Còn lại ba quỷ tại bốn phía cao tốc toán loạn, cũng là gấp đại kêu ra tiếng, không tốt, trúng kế, trúng kế. Hắc hắc hắc, xuống đất phủ gặp Diêm Vương đi thôi, các người bốn người hợp kích trận thuật, cũng cho lão phu phá đi. Nhếch miệng cười một tiếng, Lệ Kinh Thiên tàn nhẫn nhìn về phía lanh lợi quỷ, nhất quyền hướng hắn chán đánh ra. Lần này nếu là đánh thực, lấy Lệ Kinh Thiên thần chiếu 6 tầng luyện thể tu giả thực lực, nhất thời liền có thể để đầu hắn nở hoa, chết không có chỗ chôn. Điểm này, cái kia tứ quỷ đồng dạng rõ ràng. Nhìn lấy cái kia không gì địch nổi nhất quyền đập tới, cái kia lanh lợi quỷ không khỏi quá sợ hãi, toàn thân dốc hết ra như run rẩy, xong đời, lần này thật chết chắc. Xong đời, lần này thật chết chắc. Thế nhưng là, làm cho người kỳ quái là tại loại này trong lúc nguy cấp, mặt khác ba quỷ lại cũng không tính xuất thủ cứu giúp, ngược lại cùng một chỗ hô hào nhát gan ngữ điệu. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng suy đoán đi nghiêm bước ăn khớp. Hô! Cái này không gì địch nổi nhất quyền xẹt qua, lại là đánh trong không khí. Lệ Kinh Thiên giật mình,
bất khả tư nghị nhìn sang, đã thấy cái kia lanh lợi quỷ chẳng biết lúc nào, đúng là đem đầu co lại đến trong cổ, cứ thế mà tránh thoát một quyền này. Chờ hắn lần nữa đem đầu lộ ra, nhìn về phía Lệ Kinh Thiên lúc, mới thở dài ra một hơi, dường như trở về từ cõi chết một dạng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, đều đã chộp trong tay, còn không đánh chết ngươi nha. Lệ Kinh Thiên không cảm giác trong lòng nộ khí càng sâu, bá 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 liên tiếp ra hơn 10 quyền. Nhưng điều người ngạc nhiên sự tình phát sinh, một cái cánh tay bị Lệ Kinh Thiên lôi kéo, tại cái này có hạn trong không gian, cái này lanh lợi quỷ thế mà lúc la lúc lắc mang rụt đầu, một bên hoảng sợ kêu to, một bên liên tục tránh thoát hắn tất cả quyền đầu. Lần này, Lệ Kinh Thiên cũng nhìn mắt trợn tròn, vật nhỏ này đến tột cùng là cái quái gì, loại tình huống này còn có thể tránh thoát. Thân pháp này cũng quá quỷ dị a. Bất quá, quỷ dị nhất là, bốn phía khác ba người, cũng giống vậy khiếp đảm kêu to lấy, lại không có một cái nào đến cứu lanh lợi quỷ. Cuối cùng là từ bỏ người huynh đệ này, vẫn là đối người huynh đệ này thực lực có lòng tin, biết sẽ không dễ dàng bị giết đâu. Trong lúc nhất thời, Lệ Kinh Thiên trong mắt cũng có chút mê mang, cái này ma sách tứ quỷ, thực sự quá quỷ dị. Lệ lão, cẩn thận, đột nhiên. Trác Phàm hét lớn một tiếng, Lệ Kinh Thiên mới nhất thời theo trong suy nghĩ tỉnh lại, đã là phát giác ba người khác đã động, cùng nhau hướng hắn nơi này bay tới. Bất quá giờ này khắc này, ba người kia tốc độ lại cũng không tính toán nhanh, Lệ Kinh Thiên hoàn toàn có thể kịp phản ứng. Một tay nắm lấy lanh lợi quỷ, dưới đùi thì là hướng về phía trước quét qua. Thế nhưng là cái này quét qua, càng quỷ dị hơn sự tình xuất hiện. Ba người kia đúng là toàn đều sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng là ngực bụng lại cùng nhau hướng về sau co rụt lại, thế mà mẹ hắn đều tránh thoát cái này một chân, sau đó thẳng tiến không lùi hướng Lệ Kinh Thiên phóng đi. Mẹ nó, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này tứ quỷ không chỉ có động tác quỷ dị, liền suy nghĩ trong lòng cũng để cho người nhìn không thấu. Một hồi không trải qua đại não mạnh mẽ đâm tới, một hồi lại khiếp đảm nhu nhược bốn phía loạn tránh. Nhưng là có một chút là khẳng định, bọn họ chiếm thượng phong. A! À, kêu to một tiếng vang lên, chẳng biết lúc nào, hung sát quỷ đã là leo đến Lệ Kinh Thiên cầm chặt lấy lanh lợi quỷ trên cánh tay, hung hăng cắn một cái. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Lệ Kinh Thiên không thể không buông ra bàn tay, lanh lợi quỷ lần nữa thu hoạch được tự do. Chỉ một thoáng, tứ quỷ lần nữa vây quanh Lệ Kinh Thiên cao tốc chuyển động, phát ra trận trận cười quái dị. Thế nhưng là Lệ Kinh Thiên, dĩ nhiên đã hoảng hốt. Hắn mặc dù là võ si, đối mặt mạnh hơn địch nhân cũng không e ngại. Nhưng là cuối cùng là thứ quỷ gì, căn bản không mò ra không nói rõ, thậm chí không hiểu rõ cái này bốn người khi nào mạnh, khi nào yếu, khiến người ta có loại có lực không chỗ dùng, toàn mẹ hắn đánh vào trên bông cảm giác. Tựa hồ cũng nhìn ra trong mắt của hắn mê mang, tứ quỷ lần nữa cười quái dị một tiếng, cùng nhau hướng Lệ Kinh Thiên phóng đi. Các huynh đệ, lần này chúng ta đem lão nhân này bới ra cái không còn một mảnh, để hắn xấu hổ tại gặp người. Ngao! Bốn tiếng quái khiếu đồng thời vang lên, Lệ Kinh Thiên thì là một mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn cái kia bốn đạo tàn ảnh. Thế nhưng là bỗng nhiên, bốn đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành bốn đạo u ám cái bóng, giống như bốn cái u linh lui qua đồng dạng. Lệ Kinh Thiên kinh hãi, nhất quyền đánh ra. Thế nhưng là đánh vào cái kia màu xám u linh lên, lại như đánh tại không khí lên một dạng, màu xám u linh đột nhiên hóa thành từng đạo u ám cái bóng quấn lên hắn thân thể. Chỉ là trong chớp mắt, hắn trên thân áo khoác cùng trong tay chữ vật giới chỉ, liền vô thanh vô tức bị lột đi. Dường như bị cái kia hư huyễn màu xám cái bóng, chìm ngập đồng dạng. Chờ màu xám cái bóng rời đi hắn trên thân, ở chung quanh hắn trôi nổi, lần nữa phát ra cười quái dị lúc. Lệ Kinh Thiên đã toàn thân cao thấp chỉ có một kiện đơn bạc áo trong, một mặt hoảng sợ nhìn bốn phía hư ảnh. Thì ra là thế, đây chính là bọn họ hợp kích trận thuật, quả nhiên là ma đạo thủ đoạn, công tâm là thượng sách. Mí mắt hơi hơi run run, Trác Phàm thở sâu, dường như xem thấu hết thảy, hét lớn, Lệ lão, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, tranh thủ thời gian rút lui. Vừa dứt lời, Trác Phàm dẫn đầu dương cánh bay đi. Lệ Kinh Thiên khẽ cắn môi, không cam lòng giận hừ một tiếng, vội vã đuổi theo. Lúc này, bốn bóng người lần nữa hiện ra thân thể đến, nhìn lấy hai người đi xa bóng lưng, cười quái dị liên tục. Hừ, lão đầu kia làm nhục chúng ta, liền muốn như thế chạy đi.
khặc khặc khặc, không cửa, các huynh đệ, truy. Ngao. Hung sát quỷ ra lệnh một tiếng, tứ quỷ liền lần nữa cùng nhau hú lên quái dị, gấp đuổi sát theo. Tốc độ quá nhanh, lại mảy may không kém Lệ Kinh Thiên, thậm chí còn hơn. Lệ Kinh Thiên quay đầu nhìn một chút, không khỏi quá sợ hãi, đi vào Trác Phàm bên cạnh nói, cái này bốn người rõ ràng thần chiếu tam trọng, nhưng tốc độ vậy mà nhanh hơn lão phu, thực sự quỷ dị. Chiếu tiếp tục như thế, chúng ta căn bản chạy không. Yên tâm, đây chẳng qua là lão tam công pháp, hắn cũng chỉ có tốc độ, coi như đuổi kịp, cũng không có gì. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm trên mặt lộ ra một cái thần bí nụ cười. Không khỏi sững sờ, Lệ Kinh Thiên trong lòng không rõ ràng cho lắm. Lệ lão, chờ bọn hắn cách chúng ta gần, chúng ta thì một hơi xử lý bọn họ. Lệ Kinh Thiên giật mình, không khỏi nghi ngờ nói, muốn làm thế nào? Hắn cùng bốn người giao thủ, sử xuất bú sữa khí lực, đều không làm gì được bọn họ. Hắn thực sự không rõ ràng nên làm như thế nào, mới có thể đem cái này bốn cái quái dị đồ vật trừ rơi. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, bốn người này dùng là hợp kích chi thuật, tự nhiên không thể đơn độc đối đãi. Muốn diệt trừ, nhất định phải bốn người một hơi trừ rơi. Nếu là chỉ đối phó một cái, vô dụng. Như vậy chúng ta, Lệ Kinh Thiên trong mắt sáng lên, lẩm bẩm nói. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm hướng Lệ Kinh Thiên nhíu nhíu mày, Lệ lão, còn nhớ rõ ma sát tam tuyệt thức thứ ba sao? Lời vừa nói ra, Lệ Kinh Thiên lập tức tự nhiên hiểu ra gật đầu, tiếp lấy cùng Trác Phàm liếc nhau, hai người cùng nhau cười to lên. Như vậy, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, Lệ Kinh Thiên hướng Trác Phàm khiêu mi nói. Lý do an toàn, đó là tự nhiên. Trác Phàm cười nhẹ, trong tay bắt đầu kết ấn, Lệ Kinh Thiên cũng theo sát sau kết động. Đúng lúc này, tứ quỷ bóng người đã đuổi tới Trác Phàm hai người sau lưng, lão đại hung sát quỷ lần nữa phách lối kêu to lên tiếng. Hai người các ngươi chỉ cần thúc thủ chịu trói, lão tử lưu các ngươi một cái mạng chó. Còn có, cùng chúng ta Khô Lâu trưởng, lão nhị keo kiệt quỷ đúng lúc đó bổ sung một câu. Khóe miệng vẽ lên một cái tà dị đường cong, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên lần nữa liếc nhau về sau, khẽ gật đầu. Tiếp lấy đột nhiên dừng thân hình, bỗng nhiên chuyển qua, hướng về phía còn cái gì cũng không biết, thì thẳng đụng tới tứ quỷ, bỗng nhiên lên tiếng, ma sát tam tuyệt thức thứ ba. U Long quỷ ngâm. Giống như là hai đầu cự long nộ hống, xen lẫn Lệ Kinh Thiên cùng Trác Phàm hai cái thần chiếu cảnh cao thủ nguyên thần trùng kích, bỗng nhiên hóa thành một đạo thao thiên cự lãng hướng ma sách tứ quỷ dũng mãnh lao tới. Tứ quỷ gặp này, không khỏi hoảng hốt, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, hai người này thế mà còn biết sóng âm vũ kỹ, cái này đúng là bọn họ hợp kích trận pháp khắc tinh. Bất quá đáng tiếc, bọn họ hiện tại coi như ý thức được, muốn chạy cũng đều chạy không. Nhưng gặp cái kia thao thiên cự lãng sóng âm ôm theo thiên địa chi uy, trong nháy mắt xẹt qua bốn người thân hình. Bốn người kia căn bản liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt khẽ đảo, triệt để ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Cho dù là phía dưới núi rừng bên trong đàn thú, tại cái này trường ngâm sóng âm bên trong, cũng trong nháy mắt không có khí tức, hóa thành một mảnh tử sơn. Dù sao, đây chính là hai vị thần chiếu cảnh cao thủ nguyên thần liên hợp trùng kích, người bình thường lại thì có thể ngăn cản được. Liền xem như cái này bốn cái thần chiếu tam trọng cao thủ, cũng vạn vạn đánh không lại. Chờ hết thảy lần nữa bình tĩnh trở lại, Trác Phàm hai người nhìn lấy cái này bốn cái người lùn hai mắt trắng bệch, co quắp ngã xuống đất bộ dáng, đều lộ ra thắng lợi nụ cười. Riêng là Lệ Kinh Thiên, tại keo kiệt quỷ trong tay đến hồi chính mình áo ngoài cùng chữ vật giới chỉ về sau. Càng là mắng to lên tiếng, hắn nãi nãi, cũng không phải là ngươi đổ vật, ngươi ngất đi còn bắt như thế gấp làm gì. Thật không hổ là keo kiệt quỷ xưng hào, lão phu hiện tại thì đưa bốn người các ngươi xuống đất phủ, làm một người tránh thức tứ quỷ. Lệ lão, chậm đã. Thế mà, còn không đợi Lệ Kinh Thiên động thủ, Trác Phàm lại là vội vã khoát tay một cái nói, bốn người bọn họ ta còn hữu dụng, người tạm thời phong bọn họ tu vi cũng là. Lệ Kinh Thiên hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn về sau, không sai gật gật đầu, đã là hoàn toàn minh bạch Trác Phàm tâm tư. Hắc hắc hắc, bốn người các ngươi, về sau có nếm mùi đau khổ. Ngô, vừa mới làm sao, lão tử làm sao chóng mặt. Hung sát quỷ chậm rãi mở ra hơi có vẻ mông lung hai con ngươi, muốn đưa tay gõ gõ đầu mình,
thế nhưng là thân thể vừa động, lại là phát hiện không hợp lý. Hướng phía dưới xem xét, mẹ hắn, thế mà bị trói lấy. Mà hướng bên cạnh nhìn qua, hắn còn lại ba cái huynh đệ, vậy mà cũng cùng hắn đồng dạng, bị cùng một chỗ cột vào một khỏa đường kính 3 mét trên đại thụ, sau đó vội vàng hô lớn, uy, các ngươi ba cái mau tỉnh lại, chúng ta bị người ta tóm lấy. Ba cái kia đồ vật lúc này mới lảo đảo mở mắt ra, đợi nhìn đến trước người dây thường cùng chính mình một thân tu vi không thi triển được lúc, cũng không thấy tất cả đều quát kêu kêu to lên tiếng, hắn nãi nãi, cái kia đuôi mù, dám buộc người bốn vị quỷ ra ra. Thức thời tranh thủ thời gian thả ra chúng ta, không phải vậy bình tĩnh để ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, cái này bốn cái tiểu đông tây não tử quả nhiên không dùng được, đều thành trên thất thịt, còn dám khẩu suất cuồng ngôn. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên chậm rãi đi vào bốn người trước người, cười nhạo nhìn về phía bọn họ. Mà bốn người kia thì là trợn mắt nhìn, mắng to lên tiếng. Lệ Kinh Thiên sầm mặt lại, nâng lên nhất trưởng nói, bốn cái thằng con hoang, các ngươi tin hay không lại kêu một tiếng, lão phu lúc này đánh chết các ngươi. Phạch một cái, tất cả quát tiếng ồn nhất thời đình chỉ có cái kia bất khuất bốn đôi mắt nhỏ, vẫn tại chừng lấy hai người không thả. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên hai người liếc nhau, đều là bật cười ra tiếng. Nói cái này bốn người không có não tử a, vẫn rất thức thời. Chỉ là hơi chút uy hiếp một câu, thì lập tức nghe lời. Bất quá dạng này cũng tốt, thuận tiện Trác Phàm xem xét hỏi bọn hắn. Khụ khụ khụ, ta hiện tại đến hỏi các ngươi một vài vấn đề, thành thật trả lời, nếu là có nửa câu nói ngoa, lập tức đánh chết các ngươi. Trác Phàm vội ho một tiếng, nhìn về phía bọn họ. Nhưng là bốn người lại tất cả đều nhấc nhấc đầu, ưỡn ngực, mười phần có gan bộ dáng. Rất nhiều người hỏi cái gì, lão tử đều không đáp tư thế. Trác Phàm cũng không để ý tới bọn họ, làm từng bước mà hỏi thăm, ta nghe nói các ngươi là bị vây ở Tích Lôi Sơn, làm sao lại đi ra, là ai thả ra các ngươi? Không biết, hung sát quỷ ngửa cổ lên tử, hét lớn lên tiếng. Trác Phàm cười lạnh gật gật đầu, tốt, có dũng khí. Lệ lão, đánh chết hắn. Chờ một chút, chúng ta thật không biết a. Thế mà, Lệ Kinh Thiên còn không có gật đầu tiến lên. Cái kia hung sát quỷ đã thay đổi vừa mới ngạo khí, một mặt cầu khẩn mà nói, van cầu ngươi, thả chúng ta a, chúng ta vừa chạy ra lồng giam không có mấy tháng, còn không hảo hảo chơi chán đây, còn không muốn chết a. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, nếu không muốn chết, trang cái gì anh hùng hảo hán. Hung hăng nguyết hắn một cái, Trác Phàm không còn gì để nói. Cái này bốn cái tiểu đông tây thật sự là quá có thể trang bức, cũng không phân tình huống. Kém chút để hắn cho là bọn họ thật rất có cốt khí giống như. Hung sát quỷ nghe Trác Phàm dạy bảo, liền vội vàng gật đầu, còn lại ba người thì là ào ào xùy cười rộ lên. Thẳng đến lão đại trợn lên giận dữ nhìn bọn họ liếc một chút, bọn họ mới đầu co rụt lại, không còn dám phát ra tiếng. Trác Phàm nhìn đến mắt trợn trắng, trong lòng cảm thán, mấy cái này kỳ hoa a, thật sự là cực phẩm, lão tử cả một đời chưa từng gặp qua. Thế nhưng là trong lòng nghi hoặc còn không có mở ra, liền nói tiếp, có người đem các ngươi phóng xuất, các ngươi làm sao lại không biết người kia là ai đây, không phải có ý gạt ta à. Hiện tại chúng ta mệnh đều trong tay ngươi, chúng ta nào dám gạt ngươi đây, chỉ là chúng ta thật không biết à. Hung sát quỷ khổ một khuôn mặt, cẩn thận nhớ lại nói, 8 tháng trước, chúng ta còn tại Tích Lôi Sơn trong cấm chế, chịu vạn lôi phệ tâm nỗi khổ. Đột nhiên, cấm chế kia liền mở ra một lỗ hổng. Chúng ta lại không ngốc, có sinh lộ tự nhiên là chạy ra đến. Thế nhưng là sau khi ra ngoài, cũng không gặp có người tại, liền bốn phía lắc lư, giết người, thả cái lửa, hủy gia tộc, diệt cái thành trì cái gì. Chờ một chút, các ngươi đi ra về sau làm gì muốn làm những sự tình này. Trác Phàm nháy mắt mấy cái, không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là hắn lời vừa nói ra, bốn người lẫn nhau nhìn xem, lại tất cả đều phát ra giễu cợt thanh âm. Hung sát quỷ càng là cười quái dị liên tục, xem xét người nhà cũng là con mọt sách, kiến thức nông cạn. Chúng ta nhưng là ma đạo anh kiệt, không giết người phóng hỏa, tính là gì ma đạo cao thủ. Chúng ta chỉ có giết đến càng nhiều người, làm được chuyện xấu càng nhiều, mới càng tiếp cận ma đạo chân lý, cũng không uổng phí chúng ta ma đạo anh kiệt cả đời anh minh. Bốn cái người điên, Lệ Kinh Thiên khinh thường bĩu môi. Trác Phàm thì là sờ mũi một cái,
trong lòng thầm giận. Bốn người các ngươi mới là kiến thức nông cạn đây, lão tử lĩnh hội ma đạo cả một đời, đạt đến ma hoàng chi vị, chẳng lẽ còn không có các ngươi đối ma đạo lý giải sâu sắc sao? Cái gọi là ma đạo, chung quy cũng là một cái tư chữ. Ma đạo tu giả vạn vật không oanh tại hoài, chỉ vì chính mình lợi ích chiến thiên đấu địa. Coi như giết người phóng hỏa, cái kia cũng chỉ là bọn hắn cản chính mình đạo đường, đây chỉ là thủ đoạn, cũng không phải là mục đích. Nhưng là bây giờ, cái này bốn cái tiểu đông tây coi thủ đoạn là thành mục đích, mới thật sự là lẫn lộn đầu đuôi, làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như ma đạo thật sự là như thế không chuyện ác nào không làm lời nói, chỉ sợ sớm đã bị tất cả mọi người liên hợp lại nhân đạo hủy diệt. Thật không biết lúc trước ma sách tông là làm sao dẫn bọn hắn nhập đạo. Trác Phàm bất đắc dĩ xoa xoa đầu, thở dài, sẽ không tiếp tục cùng bọn họ tính toán, chỉ là trong lòng nghi hoặc, thả ra bọn họ người đến tột cùng là ai, lại có gì mục đích. Suy nghĩ một hồi, tạm thời không nghĩ ra được, Trác Phàm liền tiếp tục nói, các ngươi tại sao muốn đánh lén chúng ta, đến tột cùng là người phương nào sai sử. Ách, trùng hợp, hung sát quỷ trầm ngâm một trận, thấp giọng nói. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, Lệ lão, đánh chết hắn. Ai, chờ một chút, ta nói là thật. Hung sát quỷ nhìn lấy Trác Phàm sắp khóc đi ra, làm sao vị tiểu ca này như thế thích đánh chết người đâu, thật sự là so với hắn cái này hung sát quỷ còn hung a. Sự tình là như vậy, chúng ta theo Tích Lôi Sơn đi ra, diệt ba bốn cái thành trì, giết mấy trăm ngàn người. Trong lúc rảnh rỗi, chuẩn bị đi diệt cái thứ năm. Kết quả trên đường gặp phải một tên tiểu quỷ, liền cùng hắn đánh cược. Không nghĩ tới chúng ta đánh bạc thua, liền đáp ứng thay hắn tìm dược tài. Dược liệu này chúng ta đi nơi nào tìm? Đương nhiên là ăn cướp người qua đường, riêng là thiên huyền lấy phía trên cao thủ, trong giới chỉ nhất định có rất nhiều dược tài. Cho nên ngươi xem chúng ta vừa tốt bay qua, không nói hai lời, thì hướng chúng ta ném ra cái kia hắc trượng. Trác Phàm nhìn chằm chằm hung sát quỷ ánh mắt. Nhìn hắn là không phải nói láo, lại chỉ thấy cái kia hung sát quỷ vạn phần ủy khuất gật đầu, nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng có thể mò đến không ít món hàng tốt, đi cho tiểu quỷ kia hoàn thành đổ ước, không nghĩ tới lại cho cắm. Chúng ta thật không may a, oa. Nói, cái kia hung sát quỷ thế mà như cùng một đứa bé giống như gào khóc lên, còn lại ba người xem hắn, cũng theo khóc lên. Lần này, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên không khỏi đều sửng sốt. Bốn người này tính cách cũng quá quái dị a, một hồi là ác ma, một hồi lại như cùng một cái phạm sai lầm, chờ đợi bị xử phạt hài tử, thực sự quỷ dị không hiểu. Được, đừng khóc, người nào lại khóc, lão tử thì đánh chết người đó. Trác Phàm hét lớn một tiếng, bốn người trong nháy mắt dừng lại nước mắt. Trác Phàm trong lòng âm thầm lắc đầu, thật không biết bọn họ nước mắt là thật là giả, chỉ là vẫn như cũ có cái hổ nghi, hỏi các người bốn người, vậy mà như thế thủ tín. Nhận thua cuộc sao? Đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là ma đạo anh kiệt, làm sao có thể không giữ lời hứa? Hung sát quỷ ưỡn ngực một cái, kiêu ngạo mà hét lớn lên tiếng, còn lại ba người cũng là đĩnh đĩnh lồng ngực, lớn tiếng hô quát. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm chậm rãi đi tới một bên, ánh mắt híp lại, cẩn thận suy nghĩ. Bốn người kia cũng là cẩn thận mà nhìn xem hắn, trong lòng lo sợ. Không biết Trác Phàm muốn xử trí như thế nào bọn họ. Lệ Kinh Thiên đi vào Trác Phàm trước mặt, nhìn bốn người kia liếc một chút về sau, đạm mạc lên tiếng, Trác quản gia, bọn họ nói chuyện tin được không? Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, nói khẽ tuy nhiên bốn người này não tử thật không minh bạch, nói đến cũng không minh bạch, nhưng trên đại thể chắc là có thể tin. Xem ra là có người vì chế tạo thiên vũ hỗn loạn, mới đem bọn hắn phóng xuất. Cũng không phải là nhằm vào chúng ta. Đã như vậy, vậy chúng ta liền có thể yên lòng tiếp tục tiến về Tích Lôi Sơn. Thật sợ là có người biết hành tung chúng ta, cố ý trên đường bố bẫy dập. Lệ Kinh Thiên thở dài ra một hơi, vuốt vuốt râu bạc trắng. Trác Phàm khẽ gật đầu, giữ im lặng, trên mặt lại là một trận vẻ nghiêm túc, dường như đang suy tư cái gì. Thật lâu, hai người đều thẳng như vậy thẳng đứng đấy, không nói một lời. Trác Phàm là đang cẩn thận suy tư, Lệ Kinh Thiên thì là sợ làm phiền hắn, một mực bồi ở bên người. Mà cái kia tứ quỷ, thì là một mặt khẩn trương nhìn lấy hai người, vì chính mình bốn người thân ra tính mệnh lo lắng. Rốt cục,
Lệ Kinh Thiên dường như nhẫn nại không ngừng trong lòng nghi hoặc, lên tiếng nói, Trác quản gia, ngài là đang suy nghĩ chúng ta lần này Tích Lôi Sơn hành trình, vẫn là vì xử trí như thế nào cái này bốn người mà phiền não. Ha ha ha, đã lần này sự tình cũng không phải là những tên kia dở trò quỷ, cái kia Tích Lôi Sơn hành trình thì hoàn toàn không có vấn đề. Còn cái này bốn cái kỳ hoa, ta ngược lại là có lòng thu. Vừa vặn ta chỗ này cũng có một bộ bốn người hợp kích trận thuật, vừa tốt thích hợp bọn họ. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, trong mắt tinh quang phun trào. Lệ Kinh Thiên gật gật đầu, cười nói, ta sớm biết Trác quản gia để lão phu thủ hạ lưu tình, nhất định là nhìn lên bọn họ. Chỉ là, Trác quản gia cũng không phải là suy nghĩ việc này, chẳng lẽ là lo lắng thu bọn họ về sau, hội dẫn tới Ma Sách Tông bất mãn sao? Cái kia ngược lại sẽ không, Ma Sách Tông đã lưu đày bọn họ 60 năm mặc kệ, hiện tại cũng chưa chắc sẽ lại đến để ý tới. Huống hồ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, một chút mạo hiểm đều bốc lên không nổi, thì đừng nghĩ lấy cái gì tranh bá thiên hạ sự tình. Trác Phàm lắc đầu, trong mắt lóe lên một đạo kiên định. Cái kia Trác quản gia suy nghĩ rất lâu là. Thở dài, Trác Phàm xuất ra cái kia trang lấy huyết tầm hồ lô, cau mày nói, hiện tại không có thể chất băng hàn linh thú huyết dịch làm thuốc dẫn, nên như thế nào đem huyết tầm nhộng lăn lộn đến đan dược bên trong, lừa gạt cái này bốn người ngu ngốc ăn hết đâu. Tuy nhiên bọn họ não tử không dùng được, nhưng dù sao cũng là thần chiếu cảnh. Trác Phàm còn chưa nói xong, Lệ Kinh Thiên đã là một mặt quái dị nhìn lấy hắn, nháy mắt mấy cái. Lúng túng nói, ây, Trác quản gia, bọn họ hiện tại đều bị chúng ta chế lấy, ta cảm thấy không cần thiết lại lừa bọn họ ăn đi. Thân thể bất giác run run, Trác Phàm gương mặt không khỏi đỏ bừng, đưa tay hung hăng tại trên trán mình đánh một chút. Chính mình thật sự là nhị bức a, lúc trước lừa gạt Lệ Kinh Thiên ăn huyết tầm, là bởi vì Lệ Kinh Thiên thực lực kinh người, không nhưng đối phó. Nhưng bây giờ cái này bốn cái tiểu đông tây đều đã bị chế phục. Còn cần đến lừa bọn họ ăn. Trực tiếp cho bọn hắn nhét liền phải. Ai, còn nói người khác não tử không dùng được, làm sao chính mình cái này não tử cũng chập mạch. Trác Phàm gương mặt càng ngày càng đỏ, thậm chí cũng không dám sẽ cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhau, chỉ là thì thào lên tiếng, Lệ lão, vừa mới sự tình, hy vọng ngươi có thể quên. Tốt, Lệ Kinh Thiên nín cười, thật sâu nhìn một chút vị này âm hiểm độc ác Trác quản gia, không nghĩ tới khôn khéo như hắn. Cũng có rơi vào mơ hồ thời điểm. Ách, Trác quản gia, có thể hay không cũng cho hai ta chỉ cái kia côn trùng, lão phu cũng muốn nếm thử đem con vật nhỏ kia, nhét vào trong miệng người khác tư vị. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía từng bước một hướng bốn người đi đến Trác Phàm. Trác Phàm lông mày nhíu lại, cười nói, đương nhiên. Sau đó hai người đều cầm hai đầu côn trùng, cười tà hướng tứ quỷ đi đến. Mà cái kia tứ quỷ thì là tròng mắt co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, đại kêu ra tiếng, tại sao, các ngươi muốn làm sao? Chúng ta không phải đều toàn thành thật khai báo a, làm gì còn phải đối với ta như vậy? Ô, từng cái huyết tầm rơi vào bọn họ trong miệng, đại biểu bọn họ sẽ vĩnh viễn in dấu lên lạc gia ấn ký. Đem hết thảy giải quyết, Trác Phàm để Lệ Kinh Thiên mở ra bốn người dây thừng cùng cấm chế, khôi phục bọn họ thực lực tu vi. Mà bốn người vừa mới một lần nữa thu hoạch được tự do, liền lại tập hợp một chỗ, bày ra cái kia có chút nhị bức tạo hình, lớn tiếng kêu gào nói, hừ, các ngươi hai cái thật lớn mật, lại dám buộc chúng ta, còn đút ta nhóm ăn côn trùng, đây quả thực là tại nhục nhã chúng ta. Lần này, thì coi như các ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta cũng sẽ không lại tha các ngươi mảng chó. Đúng, tuyệt đối không tha các ngươi mảng chó. Theo lão đại hung sát quỷ hét lớn một tiếng. Còn lại ba quỷ cũng theo ồn ào kêu lên. Thế nhưng là Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên lại là liếc nhau, phát ra trận trận khinh thường cười lạnh. Nhướng mày, tứ quỷ lẫn nhau nhìn xem, một mặt mê hoặc. Chuyện gì xảy ra, hai người kia làm sao không có chút nào sợ bọn họ. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn biết rõ ràng nguyên nhân, lại là đột nhiên trên đầu huyết ấn chấp động, chỉnh cái đầu như muốn nổ tung đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Chỉ một thoáng, vừa mới còn uy phong lẫm liệt tứ quỷ, nhất thời liền ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, máu mắt đỏ hướng ra phía ngoài nổi lên, đều nhanh muốn lóe ra tới. Trác Phàm đi bộ nhàn nhã đi vào trước mặt bọn hắn, khinh miệt quét bọn họ liếc một chút, cười lạnh thành tiếng. Đón lấy, liền đem huyết tầm sự tình cùng bọn hắn giảng một lần. Đến tận đây,
bọn họ mới hiểu được, nguyên lai bọn họ đã sớm bị người trẻ tuổi trước mặt này khống chế ở. Nếu như không muốn chết lời nói, chỉ muốn các ngươi nghe. Chúng ta nhất định nghe ngươi, mau dừng lại a, ta đầu đều muốn bảo. Đúng vậy a, về sau ngươi chính là chúng ta lão đại, để hung sát quỷ cái kia cũ lão đại gặp quỷ đi thôi. Hắn nãi nãi, các ngươi thật không có nghĩa khí, còn nói là đồng bào cùng một mẹ. Lão cha, ngài là ta thân lão cha, nhanh đem những này không có nghĩa khí hỗn đản đều thu thập, ta một người cho ngài dưỡng lão lo tang sự liền tốt, bọn họ không đáng tin cậy. Trác Phàm gương mặt nhìn không được run rẩy, Lệ Kinh Thiên nhìn càng thêm là tức xạ mặt lại. Cái này bốn cái tiểu đông tây thật sự là quá vô sỉ, hoàn toàn có thể nói là bọn họ gặp qua lớn nhất không tiết tháo thần chiếu cao thủ. Trác Phàm đều có chút hoài nghi, đem như thế không tiết tháo bốn cái đồ chơi thu tại dưới trướng, về sau sẽ hối hận hay không? Thế mà mẹ hắn ngay cả lão cha đều có thể kêu lên tới. Ai, hy vọng sự kiện này không phải là lão tử bình sinh hối hận nhất quyết định đi. Trác Phàm trong lòng ai thán một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, cái kia tứ quỷ đầu lập tức liền không đau. Đón lấy, tứ quỷ đúng là cùng nhau bổ nhào vào Trác Phàm bên chân, ôm lấy hắn chân hét lớn, lão cha, về sau ta thì theo ngươi lăn lộn, ngươi nhưng là tuyệt đối đừng lại để cho hài nhi trong bụng cái kia tiểu trùng tử quấy rối a. Trác Phàm mi đầu mãnh liệt run run, một chân đem bọn hắn đá văng ra. Mắng, thật mẹ hắn không có cốt khí. Cái gì, lão cha muốn chúng ta biểu hiện được có cốt khí? Ánh mắt bất giác sáng lên, bốn người liếc nhìn nhau, lập tức lại tập hợp một chỗ, bày ra cái kia nhị bức tạo hình, quát to, chúng ta thì là ma đạo anh kiệt, yêu ma quỷ quái, ma sách tứ quỷ. Chúng ta lão cha chính là, ách, lão cha, xin hỏi quý danh. Ba một tiếng, Trác Phàm vỗ trán một cái. Kém chút một miệng lão huyết không có phun ra ngoài. Lệ Kinh Thiên càng là cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nhanh đau sốc hông. Thật là khiến người ta khó mà tin được, cái này bốn cái kỳ hoa thế mà chính là vừa mới để hắn đều chân tay luống cuống ma sách tứ quỷ, thật sự là mặt mũi nát một chỗ a. Trác Phàm âm ngoan ngoan nhìn về phía bốn người, tức giận nói, bốn người các ngươi, về sau không cho phép lại kêu lão tử lão cha. Không phải vậy lão tử nhất định khiến các ngươi thể nội côn trùng tại thân thể các ngươi bên trong phiên giang đảo hải, để cho các ngươi sống không bằng chết. Đúng, lão nương, tứ quỷ ưỡn ngực một cái, lập tức theo Trác Phàm ý tứ, đổi xưng hô. Trác Phàm một cái lảo đảo, kém chút không có té ngã trên đất, hung hăng chừng bọn họ liếc một chút, xưng hô thế này mẹ hắn còn không bằng lúc trước cái kia đây, đây chính là liền giới tính đều biến a. Cho ta gọi, Trác quản gia. Trác Phàm từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi giống to lên tiếng. Tứ quỷ lại lẫn nhau nhìn xem, mới ưỡn ngực một cái, lớn tiếng nói, đúng, Trác quản gia. Lần này, Trác Phàm mới thở dài ra một hơi, cảm giác trên thân nhẹ nhõm không ít. Khó trách bốn người này được xưng là yêu ma quỷ quái, ma sách tứ quỷ. Quả thật là Diêm Vương hiếu chiến, tiểu quỷ khó chơi a. Hiện tại hắn rốt cuộc biết. Vì sao ma sách tông người 60 năm không để ý tới đám này nhị bức, cùng cái này bốn người cùng một chỗ, thật sự là có thể đem ngươi tức chết. Bất quá, thực lực bọn hắn nhưng lại xác thực là không gì đáng trách. Hiện tại Lạc Gia chính là quật khởi thời điểm, cực kỳ cần dạng này cường lực cao thủ vào ở. Đợi đến Lạc Gia ngày nào phát triển đến mức nhất định, lão tử tuyệt đối đệ nhất cá biệt cái này bốn cái kỳ hoa giải quyết. Trác Phàm trong lòng thầm nghĩ. Nhìn về phía bọn họ lời nói, hiện tại các ngươi đã là ta người, đem các ngươi hợp kích trận thuật nói cho ta biết đi. Ách, cái này, hung sát quỷ khẽ giật mình, cùng hắn ba cái huynh đệ lẫn nhau nhìn xem, bất giác có chút khó khăn, cái này hợp kích trận thuật là ma sách tông bí pháp, chúng ta không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Trác Phàm khẽ gật đầu, cái này còn giống câu tiếng người, xem ra bọn họ còn không phải không còn gì khác, chỉ ít so sánh trung thành. Cho dù ma sách tông quan bọn họ 60 năm, bọn họ y nguyên nguyện vì ma sách tông bảo thủ bí mật. Thế nhưng là bọn họ câu nói tiếp theo, lại nhất thời để Trác Phàm có loại muốn đem bọn hắn bóp chết cảm giác. Mấu chốt là, cái bí pháp này chỉ có chúng ta bốn người có thể luyện, thuộc về bí mật của chúng ta. Nếu là tiết lộ lời nói, chúng ta chẳng phải là rất dễ dàng bị đánh bại, như thế chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Nếu không chúng ta đem ma sách tông hộ sơn đại trận trận thức đồ vẽ cho ngươi, còn có cất giữ tông môn điển tịch địa phương,
tông chủ phòng nhỏ vị trí các loại. Trác Phàm vội vã khoát khoát tay, một nắm đấm đã là nắm chặt lên, khép chặt đôi môi ở giữa, đều truyền đến cắn răng mãnh liệt tiếng ma sát vang. Các ngươi đem ma sách tông, bán đầy đủ triệt để a. Trác Phàm giận quá mà cười, trong lòng đã có chút hối hận, thật không biết về sau, các ngươi có thể hay không đem ta bán. Tứ quỷ lần nữa lẫn nhau nhìn xem, lại là không có trả lời, sau đó mỗi người nhìn hướng lên bầu trời một cái phương hướng, khoan thai thổi lên huýt sáo. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm trong lòng nộ khí càng sâu, giống to lên tiếng, các ngươi mau nói ra các ngươi hợp kích trận thuật, dù sao thì coi như các ngươi không nói, ta cũng vài phút có thể đem các ngươi diệt. Bốn người giật mình, suy nghĩ một lát, gật gật đầu. Này cũng đúng, bốn người bọn họ mệnh đều trong tay Trác Phàm, cho dù có hợp kích trận thuật cũng vô dụng thôi. Sau đó thành thành thật thật, một năm một mười đem bí pháp này nói ra. Mà Lệ Kinh Thiên ở một bên nghe lấy, cũng mới rốt cuộc minh bạch vì sao bốn người liên thủ quỷ dị như vậy, liền hắn đều không thể ứng đối. Nguyên lai bốn người này hợp kích trận thuật, đúng là sử dụng bốn người tâm linh tương thông phẩm chất riêng, đạt đến năng lực dùng chung mục đích. Cái này hợp kích trận thuật, tên là tứ tâm trận thuật, lấy là sướng vui đau buồn bốn loại tâm tình. Lão đại hung sát quỷ luyện giận, giận thì cuồng bạo, một khi xuất thủ, như cuồng phong gào thét, thế bất khả kháng, lão nhị keo kiệt quỷ luyện buồn bã thì u oán, huyễn ảnh huyễn hành, không có thực chất. Như u linh cúi người, như giòi trong xương, không vùng được, thoát không ra, khiến địch nhân mệt mỏi, tinh lực hao hết, lão tam lanh lợi quỷ luyện vui, vui thì vui sướng linh động, như phong tùy hành, nhanh không thể xem xét, chỉ có mảnh ảnh lưu hư không, lão tứ gan nhỏ quỷ luyện sướng, sướng thì tùy tâm mà động, xem xét người chỗ không quan sát. Có thể rõ ràng điều tra đối thủ xuất thủ hành động. Lại thêm gan nhỏ quỷ bản thân nhát gan tính cách, liền trở thành cực hạn phòng thủ thân pháp. Nói tóm lại, lão đại phụ trách lực lượng tu luyện, lão tam phụ trách tốc độ tu luyện, lão nhị cùng lão tứ thì là phụ trách tu luyện thân pháp. Mà lão nhị lão tứ lại có khác nhau, lão nhị là tiến công thân pháp, lão tứ lại là phòng thủ thân pháp. Vốn là bốn người như thế tu luyện, đã luyện hỏng. Trừ lão đại chỉ có một thân lực lượng bên ngoài, lão nhị lão tam lão tứ cũng chỉ là thân pháp tốc độ, lại thương tổn không người. Thế nhưng là cái này bốn tâm trận pháp chỗ thần kỳ ngay ở chỗ này, hắn làm cho bốn người đồng thời nắm giữ bên trong một người năng lực, mà lại bốn người liên thủ, loại năng lực này sẽ còn gấp bội. Đây chính là vì gì, ngay từ đầu bốn người đồng thời nộ khí trùng thiên lúc, hợp lại cùng nhau lực lượng, liền Lệ Kinh Thiên đều khó mà ứng đối. Đây chính là bốn người đồng loạt biến thành lão đại, hung sát quỷ. Mà tại về sau, bốn người vây công Lệ Kinh Thiên, nhưng lại đều biến thành lão tam, lanh lợi quỷ. Đến mức Lệ Kinh Thiên tại một tấc vuông, cũng không thể thương tổn lanh lợi quỷ một sợi lông, nhưng lại là lão tứ gan nhỏ quỷ năng lực. Mà đem Lệ Kinh Thiên toàn thân lột sạch, thì là lão nhị keo kiệt quỷ giao phó ba người hắn. Kể từ đó, một cá nhân năng lực bị phân đến bốn người trên thân. Còn đồng thời gấp bội, cái kia cỗ lực lượng này thì tương đương cường hãn. Mà lại, cũng làm đối thủ nhìn không thấu, để đối thủ tại tâm hoảng ý loạn phía dưới lộ ra chỗ trống, bị nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là, bí mật này như là công khai, cái kia thì không có gì đáng sợ. Chỉ cần phòng ngừa bốn người biến thành lão đại hung sát quỷ lúc bộ dáng, trên cơ bản đối phương liền đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì còn lại ba quỷ năng lực, đều là không có bao nhiêu lực công kích. Lại là quỷ dị như vậy trận thuật, hại lão phu cũng thiếu chút tại lật thuyền trong mương a. Lệ Kinh Thiên vuốt vuốt chòm râu, trong lòng thổn thức, thế nhưng là trận này thuật cũng có cái nhược điểm, cũng là bốn người không có khả năng đồng thời nắm giữ bốn loại năng lực, nếu không thì quá biến thái. Có đúng không, vậy ta liền để nó càng biến thái một chút. Khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra cái tà dị đường cong, Trác Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ngọc giản. Đưa lên, yêu ma quỷ quái, đã các ngươi hiện tại là ta người, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đây cũng là một bộ hợp kích trận thuật, tên là tứ tượng trận thuật. Tu luyện giả ấn tứ tượng phương vị đi lại, ngũ hành tương sinh, có thể làm cho các ngươi bốn người năng lực, mỗi người đồng loạt nắm giữ. Mặt khác, mỗi người các ngươi thực lực, cũng sẽ sách cao ba cấp. Thế mà, tứ quỷ còn không có hét to lớn tiếng, Lệ Kinh Thiên đã là nhìn không được chắt lưỡi nói. Mỗi người bọn họ đều nắm giữ bốn loại năng lực về sau,
vốn là đã rất biến thái, thế mà còn mỗi người có thể gia tăng 3 cấp thực lực. Đây chẳng phải là tương đương xuất hiện 4 cái, thần chiếu 6 tầng ma sách tứ quỷ sao? Nhìn lấy Lệ Kinh Thiên kinh ngạc đến ngây người khuôn mặt, Trác Phàm cười khẽ gật đầu nói, không sai, thông qua tứ tượng tương sinh lý lẽ, liền có thể đem 4 người bọn họ năng lực, đồng thời giao phó 4 người tất cả. Dạng này lực lượng, tốc độ cùng hai loại thân pháp đều có, thực lực bọn hắn tự nhiên đề cao thật lớn, cũng đền bù tứ tâm trận thuật không đủ. Còn để bọn hắn mỗi người lại tăng 3 cấp thực lực, ha ha ha. Đây bất quá là bọn họ tu luyện tứ tượng trận thuật sơ kỳ thôi. Đợi đến tu luyện tới trung kỳ, thông qua tứ tượng tương sinh chi lực, bọn họ lúc đối chiến hoàn toàn có thể tăng trưởng 6 cấp thực lực. Mà đem tứ tượng trận thuật luyện đến đỉnh phong, có thể trọn vẹn hơn một giai. Nói cách khác, 4 người bọn họ liên thủ, liền tương đương với 4 cái siêu việt thần chiếu cảnh cao thủ đồng loạt ra tay. Nghe được lời này, Lệ Kinh Thiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía Trác Phàm sắc mặt tràn đầy không thể tin, Trác quản gia, ngài sẽ không phải là cái kia siêu cấp tông môn trốn tới thiếu chủ đi. Cái này tứ tượng trận thuật thế nhưng là so cái kia tứ tâm trận thuật nghiêu bức nhiều a, như thế bảo bối, ngài đến tột cùng từ nơi nào lấy tới. Cái này, là cái bí mật, Trác Phàm cười thần bí, từ chối cho ý kiến. Được đến một bộ khác. Sau chính bọn hắn bộ kia cường hãn hơn hợp kích trận thuật, mà sách tứ quỷ cũng là cái hưng phấn không hiểu. Thế nhưng là rất nhanh, keo kiệt quỷ liền nhíu mày, nhìn về phía Trác Phàm khiếp khiếp nói ừm. Trác quản gia, nếu như ngươi thuận tiện lời nói, có thể hay không bồi thường một chút chúng ta cái kia khô lâu trưởng. Ha ha ha, cái này không có vấn đề. Cười nhẹ gật gật đầu, Trác Phàm ám đạo keo kiệt quỷ cũng là keo kiệt quỷ, đã trắng trắng đến bộ này hợp kích trận thuật. Thế mà còn nghĩ đến cái kia ngũ phẩm linh binh. Bất quá bọn hắn hiện tại đã là người một nhà, Trác Phàm tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Sau đó Trác Phàm để Lệ Kinh Thiên tìm về cái kia gãy mất hắc trượng, lấy thêm ra một mực chân tàng kim cương lưu xa, ngọn lửa màu xanh giấy lên, bất quá trong khoảnh khắc liền đem cái kia hắc trượng chữa trị hoàn toàn, thậm chí so với lúc trước phẩm chất càng tốt hơn nhiều. Ma sách tứ quỷ đến hồi mất đi linh binh. Không khỏi càng thêm hưng phấn mà nhảy dựng lên. Lúc này, có lẽ là hưng phấn quá mức, keo kiệt quỷ vậy mà lại chẳng biết xấu hổ địa chỉ Lệ Kinh Thiên nói, Trác quản gia, có thể hay không đem lão đầu kia giới chỉ cùng y phục cũng cho ta. Vì cái gì, Trác Phàm sững sờ, nghi ngờ nói. Liệt lên miệng rộng cười cười, keo kiệt quỷ chuyện đương nhiên nói, đó cũng là chúng ta vừa mới ném nha, nếu không phải chúng ta té xỉu. Cái kia hai kiện đồ vật tại sao lại sẽ bị lão đầu kia lấy đi? Hắn nãi nãi, đây vốn chính là lão tử đồ vật. Thế mà, không đợi keo kiệt quỷ nói hết lời, Lệ Kinh Thiên đã tức miệng mắng to, tiểu đông tây, qua một lần tay liền thành ngươi đồ vật, còn có nói đạo lý hay không? Trác Phàm cũng là sắc mặt có chút hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, các ngươi tật xấu có thể không thay đổi, nhưng tuyệt không thể ra tay với chính mình người, không phải vậy. Biết. Trác quản gia, ta sẽ nhìn kỹ hắn. Tựa hồ nhìn ra Trác Phàm sắc mặt không tốt, sợ hắn lại để nhóm người mình trong bụng côn trùng gây sự, hung sát quỷ vội vàng hét lớn một tiếng, liếm láp mặt lên tiếng xin xỏ cho, hắc hắc hắc. Ngài thì tha thứ tiểu tử này nói năng lỗ mãng a, hắn thì cái này tính khí, đừng nói là qua tay đồ vật, coi như hắn nhìn chúng, không có đoạt đến, hắn cũng sẽ làm ném một dạng khổ sở vài ngày. Gương mặt nhịn không được rút rút. Trác Phàm không còn gì để nói như vậy, cái này nha thật đúng là keo kiệt đến nhà. Tốt, đừng nhìn, đây không phải là ngươi. Nhìn keo kiệt quỷ ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lệ Kinh Thiên không thả, hung sát quỷ không khỏi hét lớn một tiếng, cường ngạnh đem đầu hắn chuyển đi qua. Chỉ là cái kia một mặt quật cường bộ dáng ủy khuất, lại là để Trác Phàm hai người không biết nên khí hay nên cười. Cái này 4 cái kỳ hoa bên trong. Nguyên lai lớn nhất kỳ hoa là cái này lão nhị keo kiệt quỷ a. Xem ra sau này đem 4 người bọn họ mang về Lạc gia, phải tăng cường phòng trộm. Ba ba ba. Trác Phàm nhẹ vỗ một cái bàn tay, đem tứ quỷ chú ý lực hấp dẫn tới, tuy nhiên keo kiệt quỷ còn có chút ủy khuất, bất quá Trác Phàm cũng không đoái hoài tới hắn, các ngươi nghe lấy, hiện tại chúng ta muốn đi Tích Lôi Sơn, các ngươi đối chỗ đó tương đối quen thuộc, phía trước dẫn đường đi. Ách, cái này chần chờ một chút, 4 người liếc nhìn nhau, lại toàn đều cùng nhau lắc lắc đầu, chăm miệng một lời, không được. Trác Phàm mày nhăn lại,
nghi ngờ nói, vì cái gì? Trác quản gia, chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta đáp ứng một đứa bé giúp hắn tìm dược tài. Chúng ta ma sách tứ quỷ chính là ma đạo anh kiệt, đỉnh thiên lập địa, sao có thể thất tín với người đâu? Trác Phàm thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, khẽ gật đầu. Nếu là người khác lời nói, hắn khẳng định sẽ để bọn hắn không cần để ý, cường ngạnh dẫn bọn hắn đi. Thế nhưng là cái này bốn cái kỳ hoa, khó được làm điểm chuyện đứng đắn. Nếu là cứ như vậy đem bọn hắn mang đi, cho bọn hắn lưu cái không tuân thủ hứa hẹn ấn tượng xấu, về sau không phải càng khó điều giáo. Suy nghĩ một hồi, Trác Phàm thản nhiên nói tốt, chúng ta đi trước tìm đứa bé trai kia, cho hắn dược tài, sau đó chúng ta đi Tích Lôi Sơn. Trác quản gia, ngài thật có dược tài, trong mắt không khỏi sáng lên, tứ quỷ cùng nhau hỏi. Trác Phàm khẽ gật đầu, đương nhiên. Trong chốc lát, bốn người tập hợp một chỗ, liếc nhìn nhau, đều là phát ra quái dị tiếng cười. Hung sát quỷ càng là đắc ý nhất ngẩng đầu, khoe khoang nói, nhìn đến a, ta liền nói trên trời bay người, khẳng định có dược tài, đánh bọn hắn thì đúng. Lão đại anh minh, khặc khặc khặc, còn lại ba quỷ cùng nhau giơ ngón tay cái lên, tán dương. Trác Phàm thì là nhìn đến trong lòng một trận bất an, cái này bốn người hành động, làm sao để hắn cảm giác khá là quái dị a. Thế nhưng là lại vừa nghĩ, bốn người này vốn là không bình thường, cũng liền không lại đi qua suy nghĩ nhiều lượng. Kết quả là, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên hai người, tại tứ quỷ chỉ huy dưới, một đường hướng tây phi hành, đại khái nửa ngày sau, rốt cục đi vào một tòa núi cao sườn núi đỉnh phía trên. Mà tại mặt trời lặn ánh chiều tà dưới, một cái đại khái 7-8 tuổi bé trai, ngồi ngay ngắn một khối 1 mét vuông lồi trên đá, trong tay không biết cầm lấy thứ gì, đang thỉnh thoảng đưa đến trong miệng nhai nuốt lấy. Tựa hồ là phát giác bọn họ đến, cái kia bé trai lỗ tai hơi hơi động động, chuyển qua đầu, lộ ra một đôi sáng ngời uyển như sao song đồng. Thế nhưng là Trác Phàm gặp, lại là nhìn không được trong lòng rung động, phảng phất là bị cái gì đáng sợ hung thú để mắt tới một dạng, trong lòng bất an cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra, chỉ là một cái nhìn qua không đến 10 tuổi thiếu niên, làm sao lại cho mình nguy hiểm như thế cảm giác. Trác Phàm trong lòng lo sợ, không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, Lệ Kinh Thiên trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, tranh thủ thời gian nhắc nhở, Trác quản gia, thiếu niên này chính là thần chiếu nhị trọng cao thủ. Không khỏi giật nảy cả mình, Trác Phàm không thể tin nhìn sang. Một đứa bé, làm sao có thể là thần chiếu cảnh cao thủ, chẳng lẽ cũng là người lùn. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, này vóc người như thế mi thanh mục tú, nhưng lại không giống. Nhưng nếu là cái nào lão quái vật cố ý dùng tu vi bảo trì tuổi trẻ lời nói, cũng tuyệt đối làm không được liền thân hình cũng biến thành tiểu hài từ cấp độ A. Như vậy chỉ có một khả năng, đứa trẻ này nhi thật tuổi còn nhỏ thì đạt đến thần chiếu cảnh. Nghĩ tới đây, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhau, không khỏi càng thêm kinh dị. Đồng thời nhìn về phía tứ quỷ ánh mắt, cũng tràn ngập cảnh giác. Cái này bốn cái tiểu đông tây, lúc trước chỉ nói cùng một đứa bé trai đánh cược, nhưng là chưa nói qua cái này nam hài là cái thần chiếu cao thủ A. Bọn họ cố ý giấu giếm, đến tột cùng ra sao mục đích. Trác Phàm ánh mắt mị mị, song quyền không khỏi gấp lên. Nam hài nhìn đến bọn họ đến, cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên đá lớn, chỉ là trong hai con ngươi lại là lóe qua một đạo lãnh mang, bốn người các ngươi rốt cục đến. Nếu là lại trễ một điểm, ta còn khi các ngươi trốn thoát, muốn đi bắt các ngươi đâu. Tứ quỷ toàn thân run lên cầm cập, dường như rất sợ trước mặt thiếu niên này giống như. Không chỉ là gan nhỏ quỷ, mà ngay cả keo kiệt quỷ cùng lanh lợi quỷ, đều dọa đến tránh sau lưng hung sát quỷ. Nhưng là cho dù là hung sát quỷ cũng hai chân run rẩy, vội vã khoát tay, không dám, không dám, chúng ta đều chạy hai lần, không dám tiếp tục chạy. Thấy tình cảnh này. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên cùng nhau giật nảy cả mình, cái này tứ quỷ thực lực cỡ nào, làm sao lại đối thiếu niên này như thế hoảng sợ. Chẳng lẽ nói thiếu niên này thần chiếu nhị trọng tu vi, còn có thể mạnh hơn bốn người bọn họ thần chiếu tam trọng hợp thể trận thuật sao? 3 ngày thời gian đã đến, dược tài tìm tới sao? Tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy Trác Phàm bọn họ một dạng, thiếu niên chỉ là lạnh lùng nhìn lấy cái kia tứ quỷ, giống như một cái có thể tùy tiện đoạn người sinh tử phán quan. Tứ quỷ vội vã gật đầu, nhất chỉ Trác Phàm hai người nói, bọn họ có, người tìm bọn hắn chính là.
Trác Phàm sắc mặt bất giác trầm xuống, hắn cảm thấy mình bị cái này tứ quỷ cho ra bán, đợi lại hướng nhìn đằng trước lúc, đã là chống lại thiếu niên lạnh lùng ánh mắt. Lấy tới, thiếu niên khẽ vươn tay, thản nhiên nói. Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, gặp hắn không có ác ý, liền chậm rãi tiến lên, chờ gần, mới phát hiện hắn trong tay cầm, đúng là tứ phẩm dược tài, Tử La Căn. Mà theo hắn đi thẳng về phía trước, thiếu niên kia cũng thỉnh thoảng đem cái kia Tử La Căn bỏ vào trong miệng, cắn xuống một đoạn. Như cùng ăn đồ ăn vặt một dạng, càng không ngừng nhai nuốt lấy. Trác Phàm trong mắt bỗng nhiên co lại, trong lòng kinh hãi. Đây chính là dược tài, tại không có luyện thành đan dược trước, thì sinh nhai a. Liền xem như thần chiếu cường giả, mãnh liệt này dược tính cũng vài phút có thể đem ngươi gân mạch no bạo. Thế nhưng là tiểu tử này, thế mà chuyện gì không có, dường như chân năng đem dược liệu này, cứ thế mà tiêu hóa một dạng. Quái vật! Trác Phàm trong tâm lần thứ nhất đối với người khác, nói ra hai cái này, trước kia đều là người khác gọi hắn chữ. Đợi đi vào trước mặt thiếu niên, Trác Phàm còn chưa kịp xuất ra dược tài, hắn lại là đột nhiên nói, ngươi có trên ngũ phẩm dược tài sao? Cái này tứ phẩm phía dưới đều quá cặn bã, ta gần nhất đều chán ăn. Khóe miệng thình lình co lại, Trác Phàm trong lòng oán thầm, người nhà vẫn rất chọn. Sau đó trong tay ánh sáng lóe lên, xuất ra một cái trắng như tuyết sâm núi, đây là ngũ phẩm dược tài, vạn năm tuyết linh tham, tin tưởng hợp ngươi khẩu vị. Thiếu niên trong mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận người một chút, lộ ra thư sướng biểu lộ, lẩm bẩm nói, ai, rất lâu không có ăn vào cao cấp như vậy dược tài. Mẹ hắn, những cái kia mặc áo vàng tên khốn kiếp, thì cho ta cho ăn điểm cặn bã dược tài ăn, làm cho ta đều có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Áo vàng, những mày, Trác Phàm trong lòng suy nghĩ, đứa nhỏ này nói là người nào? Nếu là bảy thế gia lời nói, vậy cũng chỉ có đế vương môn thường mặc màu vàng sắc cẩm phục. Thế nhưng là còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, thiếu niên kia đã là cắn một cái rơi một đoạn linh tham, một bên phát ra hưởng thụ thoải mái thanh âm, một bên phất phất tay nói tốt, bốn người các ngươi, lại có ba ngày mạng sống thời gian. Tranh thủ thời gian cho ta lại đi tìm, nếu là tìm không thấy, đưa đầu tới gặp. Tứ quỷ không khỏi đại hỉ, vội vàng hạ bái. Chờ một chút, thế nhưng là Trác Phàm lại là khoát tay chặn lại, nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác, ngươi thật giống như tại nô dịch bọn họ. Bọn họ không phải cá với ngươi, đánh bạc thua mới giúp ngươi tìm dược tài sao? Mi đầu lắc một cái, thiếu niên bất giác lộ ra một cơn tức giận, đánh bạc. Ta con mẹ nó ghét nhất đánh bạc, lão tử bình sinh thì đánh bạc một lần, kết quả là đánh bạc thua. Hại lão tử mỗi ngày muốn gặm những cái kia cặn bã dược tài, cho nên lão tử phát qua đại thề, bình sinh lại không đánh bạc. Vậy bọn hắn là, Trác Phàm càng thêm nghi hoặc, cái này tứ quỷ vì sao muốn giúp hắn tìm dược tài. Thiếu niên một mặt lạnh nhạt, chuyện đương nhiên nói, bốn người bọn họ tại ba bốn cái thành trì giết người phóng hỏa, bị ta bắt được, vốn là muốn kết bọn họ. Thế nhưng là bọn họ nói nguyện ý cho ta đi bốn phía tìm kiếm dược tài, ta thì tạm thời đem mệnh gửi ở bọn họ chỗ ấy rồi. Dù sao bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm đạo lý ta cũng là biết. Ăn bọn họ dược tài, tự nhiên không có ý tứ lại muốn mạng bọn họ. Bất quá bọn hắn sai lầm thực sự quá lớn, cho nên ta để bọn hắn ba ngày đưa một phần dược tài cho ta, thẳng đến ta đi ra thời hạn đến mới thôi, cũng coi là cho bọn hắn tha tội đi. Trác Phàm nghe được một trận giật mình lo lắng, trừ cái kia tứ quỷ lừa hắn sự tình bên ngoài, thiếu niên này não tử cũng có vấn đề đi. Bốn người bọn họ lấy dược tài hiếu kính ngươi, cùng chuộc bọn họ giết người phóng hỏa tội có dám quan hệ a? Ngay từ đầu nghe thiếu niên này ngăn cản tứ quỷ lạm sát kẻ vô tội, còn tưởng rằng hắn là trừ bạo an dân tiêu chuẩn chính đạo nhân sĩ. Kết quả tiểu tử này cũng cùng cái này bốn cái tiểu đông tây một dạng, nô dịch người khác vì chính mình làm việc, chỉ là khoác một tầng trừ gian diệt ác áo ngoài mà thôi. Mẹ hắn, bốn cái thật tiểu nhân thêm một cái ngụy quân tử, đều không phải là vật gì tốt. À, thật giống như ta cũng không phải người tốt lành gì. Trác Phàm sờ mũi một cái, nhạt cười một tiếng nhìn về phía thiếu niên kia nói, hắc hắc hắc. Không phải vậy chúng ta thương lượng a, bốn người bọn họ hiện tại đã là ta người, ta cho ngươi 10 cái ngũ phẩm dược tài, ngươi đem bọn hắn thả theo ta đi, như thế nào? 10 cái, thiếu niên ánh mắt không khỏi sáng lên, ngụm nước theo khóe miệng chảy ra,
nhưng là nghĩ một lát, lại lộ ra một cái tà ác nụ cười, đã ngươi có thể xuất ra nhiều như vậy dược tài, cái kia còn đi cái gì, cùng cái kia bốn cái cùng một chỗ lưu lại, tìm cho ta dược tài đi. Mí mắt nhìn không được lắc một cái, Trác Phàm sắc mặt triệt để âm trầm xuống, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chậm rãi lui về phía sau lấy, Trác Phàm một đôi lãnh mâu lại là chăm chú nhìn đứa bé kia, thản nhiên nói, tiểu huynh đệ, đã ngươi là thần chiếu cường giả, vậy ta cũng sẽ không đem ngươi làm thành vô tri hài đồng. Ngươi vừa mới ý tứ, là muốn nô dịch chúng ta sao? Hắc hắc hắc, giết người phóng hỏa phải vào phòng giam, nô dịch một chút cũng cần phải đi. Nhưng là những việc này, đều là cái kia bốn cái tiểu đông tây làm, cùng chúng ta có liên can gì? Vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, các ngươi cùng cái này bốn cái đồ chơi lăn lộn cùng một chỗ, khẳng định cũng không phải kẻ tốt lành gì, hơi chút nghiêm trị một chút, tuyệt đối không oan. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm nhìn lấy cái đứa bé kia khinh miệt nụ cười, trong lòng nộ khí càng sâu, lạnh lùng nói, như thế nói đến, làm to chuyện là không thể tránh né, tuy nhiên lão tử cũng không muốn đối ngươi một đứa bé xuất thủ. Há, muốn đánh sao? Ha ha ha. Tốt, bất quá sự tình nói rõ trước, ta không giết ngươi nhóm chi tâm, cho nên cho các ngươi lần 10 cơ hội khiêu chiến. Nếu như các ngươi có thể thắng ta một lần, ta thả các ngươi đi. Cái đứa bé kia vạch vạch ngón tay, lộ ra rực rỡ nụ cười. Trác Phàm đã thối lui đến Lệ Kinh Thiên bên người, nhưng nhìn về phía cái đứa bé kia ánh mắt, lại là càng ngày càng ngưng trọng. Tuy nhiên đứa nhỏ này chỉ có thần chiếu nhị trọng cảnh. Nhưng là đối mặt bọn hắn cái này một cái thần chiếu 6 tầng cùng 4 cái thần chiếu tam trọng cao thủ, vẫn như cũ bình thản ung dung. Cái này đã nói lên, hắn thật có nắm chắc tất thắng. Huống hồ, liền ma sách tứ quỷ đều e sợ như thế hắn, vậy hắn thực lực tuyệt đối cũng không phải là mặt ngoài tu vi đơn giản như vậy. Trác Phàm nhìn cái kia tứ quỷ liếc một chút, nhỏ giọng nói, tiểu tử này thực lực như thế nào, so với Lệ lão đến, là mạnh là yếu. Nếu là mạnh lời nói, mạnh bao nhiêu? Tứ quỷ liếc nhìn nhau, lẫn nhau lan truyền cái ánh mắt, cuối cùng vẫn là hung sát quỷ thận trọng nói, tiểu tử này thực lực rất mạnh, nhưng là cũng chưa chắc có thể thắng được lão nhân này. Chủ yếu là tiểu tử này thông minh cực kỳ, liếc một chút thì xem thấu chúng ta tứ tâm trận thuật, không phải vậy chúng ta cái nào dễ dàng như vậy bị hắn đánh bại. Trác Phàm không sai gật đầu, thì ra là thế, ta liền nói a, nếu không phải phá cái này bốn cái tiểu đông tây hợp kích trận thuật, dựa vào cường công làm sao có thể dễ dàng như vậy đem bọn hắn bắt lấy cũng nô dịch. Bất quá, vì lý do an toàn, Trác Phàm vẫn là cho Lệ Kinh Thiên đưa cái ánh mắt, Lệ lão, đối đứa nhỏ này nhất định muốn toàn lực ứng phó, không thể lưu thủ. Người coi như thế tất yếu đem hắn giết đi, nếu không ta nhìn đứa nhỏ này quỷ dị, cái này bốn cái tiểu đông tây lời cũng không thể tin hết, chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương. Lệ Kinh Thiên gật đầu một cái. Trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý. Sau một khắc, nhưng nghe gầm lên giận dữ vang lên, Lệ Kinh Thiên toàn thân cao thấp đúng là như chảy xiết giống như toát ra cuồn cuộn hắc khí, khí thế cường đại làm cho cả mảnh trời hư không cùng bốn phía sơn mạch đều cấm không ngừng run rẩy lên. Ma sách tứ quỷ nhìn đến một trận hoảng sợ, bọn họ đánh với Lệ Kinh Thiên một trận lúc, bởi vì tứ tâm trận thuật quan hệ, lão nhân này tâm hoảng ý loạn, căn bản không phát huy ra bình thường một nửa thực lực. Lấy đến mức hiện tại bọn họ mới chính thức nhận thức đến, Lệ Kinh Thiên là đáng sợ cỡ nào nhân vật, trong lòng cũng bất giác lo sợ. Nếu là lúc đó Lệ Kinh Thiên đối lên hung sát quỷ lúc, trực tiếp toàn lực ứng phó lời nói, hung sát quỷ đoán chừng một chiêu liền sẽ bị diệu, căn bản không kịp đợi đến ba cái huynh đệ đến bảy trận, đây cũng chính là tứ tâm trận thuật lớn nhất tai hại. Bốn người một lòng, lợi đồng tâm, bốn người không đủ, từng cái gà mờ. Thế nhưng là đối diện hài đồng kia lại như cũ khoan thai tự đắc ngồi tại cự thạch phía trên, hai tay vây quanh, không sợ chút nào, thậm chí ngay cả một tia nghiêm túc biểu lộ đều không có. Cái này khiến Trác Phàm nhìn đến một trận mi đầu sâu nhăn, tiểu tử này đến tột cùng là ra vẻ chấn định, vẫn là thật không có đem hiện tại Lệ Kinh Thiên để vào mắt đâu. Nếu là cái sau lời nói, cái kia tiểu tử này thực lực đến tột cùng là khủng bố đến loại tình trạng nào. Ma sát tam tuyệt thức thứ nhất. Ma long ngút trời. Giống. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên, Lệ Kinh Thiên hét lớn một tiếng, liền bỗng nhiên hướng đứa bé kia phóng đi, trên dưới quanh người bị hắc sắc long ảnh vần quanh, dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn đem trước mặt hết thảy đều xé nát đồng dạng.
phàm là hắn đi qua địa phương, liền không khí đều sinh ra khí bạo âm thanh, giống như bốn phía không gian cũng nhịn không được muốn vỡ vụn. Kia liền càng không nói đến là hắn chỗ đi qua đất đá cáu bẩn, đều là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thật mạnh! Cho dù là truyền cho Lệ Kinh Thiên bộ vũ kỹ này Trác Phàm, lúc này cũng không nhịn được tán thưởng lên tiếng. Lệ Kinh Thiên cái này võ si, thật sự là trời sinh luyện cái này ma sát quyết tài liệu. Bộ vũ kỹ này đến trong tay hắn, quả thực cũng là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Thế nhưng là, để Trác Phàm vẫn như cũ trong lòng bất an là, đối diện hài đồng kia, vẫn là một bộ nhàn nhã vẻ đạm nhiên, tựa hồ căn bản không đem hiện tại Lệ Kinh Thiên để vào mắt. Chuyện gì xảy ra, coi như đối phương là thần chiếu đỉnh phong cường giả, nhìn thấy một màn này cũng nên toát ra cẩn thận chi sắc a, thế nhưng là tiểu tử này. Ngửa mặt lên trời ngáp một cái, nhìn thấy Lệ Kinh Thiên rốt cục vọt tới trước mặt hắn, đối mặt cái này như muốn có thể đem tất cả mọi thứ đập vụn uy áp mạnh mẽ, đứa bé kia lại chỉ là chậm rãi theo vây quanh ở ngực quất ra một cái tay, vươn đi ra. Phốc! Một tiếng vang trầm phát ra. Làm cho tất cả mọi người cũng bất giác cả kinh, quai hàm đều rơi phía dưới chuyện phát sinh, Lệ Kinh Thiên cái kia toàn lực ứng phó, không gì địch nổi xông lên, đúng là cứ như vậy bị đứa bé kia nhẹ nhàng một cái tay cho đỡ được. Hắc Long hư ảnh tại Lệ Kinh Thiên bốn phía không ngừng tàn phá bừa bãi, muốn xông ra cái này ràng buộc, nhưng là đứa bé kia thì như vậy nhẹ nhẹ một cái tay cản trở, đầu kia Hắc Long lại là vô luận như thế nào đều không xông qua được. Chỉ một thoáng. Toàn bộ thiên địa làm hai loại khác biệt phong cảnh. Một mặt là Trác Phàm bọn họ nơi này, tại Lệ Kinh Thiên uy áp mạnh mẽ dưới, cuồng phong tàn phá bừa bãi, toàn bộ thiên địa đều giống như muốn sụp đổ đồng dạng, mặt khác là cái đứa bé kia sau lưng, gió êm sóng lặng, một mảnh ánh nắng tươi sáng. Hắc Long cuồng bạo, mảy may đều truyền không tới đó. Làm sao, khả năng, Trác Phàm kinh ngạc nhìn đây hết thảy, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Có lẽ cái này còn là lần đầu tiên, người khác cho hắn một loại nghịch thiên cảm giác. Lệ Kinh Thiên cũng là đầu đầy mồ hôi, nhấc lên toàn thân khí thế, muốn tránh thoát thiếu niên kia nhẹ nhàng nhất trường. Thế nhưng là, liền như là một đầu nổi điên châu rừng chính đang phi nước đại, lại đột nhiên đội lên một tòa cao trăm trượng núi giống như, bất luận hắn như thế nào sử dụng cậy mạnh, đều không thể di động tòa này núi cao nguy nga mảy may. Thiếu niên khóe miệng gõ lên cái cười nhạo đường cong, đạm mạc lên tiếng, nhớ kỹ, cái này là cơ hội lần thứ nhất. Vừa dứt lời, thiếu niên xoay tay một cái cổ tay, nhẹ nhõm bắt đến Lệ Kinh Thiên cánh tay, sau đó nhẹ nhàng hướng phía dưới quăng một cái. Oanh! Toàn bộ cao trăm trượng núi, tại một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng bên trong nháy mắt nứt toác sụp đổ xuống. Trác Phàm cùng tứ quỷ giật mình, vội vàng bay lên không trung. Chờ bụi mù tán đi, thu vào mọi người tầm mắt, nhưng lại làm cho bọn họ ngăn không được hít sâu một hơi. Chỉ thấy lúc trước cái kia tòa núi cao đã là tại giây lát ở giữa san thành bình địa, mà tại phế tích bên trong, Lệ Kinh Thiên chật vật leo ra, phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, trong mắt đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ có chính diện cùng đứa bé kia đối địch qua hắn, mới thật sự hiểu cái đứa bé kia chỗ kinh khủng. Tại cái kia quỷ dị hài đồng trong mắt, hắn phảng phất là cái vừa mới xuất thân trẻ sơ sinh một dạng, người ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Như thế cảm giác bất lực, hắn thiên cương cuồng tôn từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu gặp phải. Trác Phàm bọn người càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy, trong mắt trừ kinh dị, thì vẫn là kinh dị. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tiểu quỷ này thực lực vậy mà nghịch thiên đến như thế nghịch thiên trình độ. Trác Phàm cho dù tại thánh vực đều chưa từng gặp qua dạng này biến thái tồn tại. Lệ Kinh Thiên thế nhưng là thần chiếu 6 tầng luyện thể thiên tài, lại có huyền giai vũ kỹ kể bên người, coi như đối mặt thần chiếu đỉnh phong cao thủ, cũng có thể nhất chiến. Nhưng là hôm nay, tại như vậy một cái thần chiếu nhị trọng tiểu quỷ trước mặt, lại là như thế bất lực. Tiểu quỷ kia còn căn bản vô dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là dựa vào một cái tay lực lượng, liền trực tiếp đem Lệ Kinh Thiên. Hắn thủ hạ cái này đệ nhất đại tướng, vung ra chân núi. Cuối cùng là như thế nào biến thái lực lượng a? Trác Phàm trắng xám nghiêm mặt gò má, cứng ngắc đầu hướng không trung nhìn qua. Ở nơi đó, tiểu quỷ kia chính dương dương tự đắc ngồi ngay ngắn vân không phía trên, đạm mạc lên tiếng, ngọn núi này bị hủy, ta đến đỉnh núi kia đi chờ các ngươi. Nhớ kỹ, 3 ngày thời gian. À đúng,
người 10 cái dược tài đâu? Trác Phàm chảy mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy xuất ra 10 cái ngũ phẩm dược tài, đứa bé kia vui vẻ, khẽ vươn tay liền đem 10 cái dược tài hút vào trong lòng bàn tay, cười nói, người tiểu tử này cũng không tệ lắm, tìm thêm chút dược tài trở về, ta bất bại ngoan đồng cổ tam thông, trùng điệp có thưởng. Vừa dứt lời, liền hưu một tiếng không thấy tăm hơi. Trác Phàm liên tục không ngừng gật đầu, hung hăng đánh một chút ở ngực, mới để cho mình run rẩy tâm bình tĩnh trở lại, thở dài ra một hơi, nãi nãi, từ đâu tới quái vật, quá biến thái. Trác quản gia, hắn vừa mới nói hắn là ai? Một thân trọng thương lệ kinh thiên, đung đưa thân thể bay về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Trác Phàm nhíu mày, nghĩ một lát mới nói, hắn giống như tự xưng là cái gì? Bất bại ngoan đồng, cổ tam thông, làm sao, lệ lão ngươi biết? Mẹ ta a, khó trách lão phu thua thảm như vậy, làm sao lại xui xẻo như vậy, gặp phải tên tiểu ma đầu này đâu? Ai, đi ra ngoài không xem hoàng lịch a? Lệ kinh thiên đưa tay hung hăng đảo đảo đầu, vạn phần hối hận, sắp khóc đi ra. Trác Phàm ánh mắt ngưng tụ, vội vàng nói, cái này cổ tam thông, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Khặc khặc khặc, liền bất bại ngoan đồng cổ tam thông cái này tiểu ma đầu cũng không nhận ra, Trác quản gia quả nhiên kiến thức nông cạn. Thế mà, lệ kinh thiên còn chưa kịp trả lời, Trác Phàm sau lưng đã là vang lên một trận quát tiếng ồn. Trác Phàm huyệt thái dương nổi lên, khóe miệng mãnh liệt quất, lạnh lùng chuyển qua đầu, nhìn về phía tứ quỷ gần giọng nói, các ngươi đã sớm biết hắn là ai, mà lại cũng biết hắn thực lực đúng hay không? Đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là ma đạo anh kiệt, thiên vũ cái dạng gì cao thủ chưa thấy qua. Giống cái này tiểu ma đầu lớn như vậy danh hào, chúng ta làm sao lại không biết? Ngươi cho rằng đều giống như ngươi a, không kiến thức. Hung sát quỷ một bên cười nhạo, một bên vui sướng nhảy tới nhảy lui, giễu cợt lấy Trác Phàm hai người. Trác Phàm chăm chú song quyền, tạm thời áp trong lòng nộ khí, nói tiếp, vậy các ngươi là cố ý đem chúng ta dẫn tới. Cùng cái này tiểu ma đầu đối nghịch rồi. Mà lại, cái kia đánh cực sự tình, cũng là giả. Khặc khặc khặc, đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là ma đạo anh kiệt, khẳng định không làm chuyện tốt. Chính chúng ta bị cái kia tiểu ma đầu áp chế, rất nổi nóng, không chỗ phát tiết, nhưng là kéo các ngươi xuống nước, xem các ngươi giống như chúng ta thống khổ, chúng ta thì thật vui vẻ. Huống hồ, chúng ta người trong ma đạo đánh cược, nào có giữ uy tín. Người thế mà cũng sẽ tin. Đần độn, ha ha ha. Ma sách tứ quỷ tập hợp một chỗ nhảy đến nhảy lên, nhìn lấy Trác Phàm thỏa thích chế giễu. Trác Phàm hai bên huyệt thái dương đập mạnh, tức giận đến đầy mắt đỏ bừng. Nghĩ không ra hắn thông minh cả đời, thế mà bị cái này bốn cái nhị bức cho đùa nghịch, mẹ nó. Cạch. Trác Phàm đầu ngón tay bỗng nhiên một vang, trong nháy mắt kết ấn. Sau một khắc, tứ quỷ cái trán huyết ấn bỗng nhiên chớp động. Tứ quỷ một tiếng chu lên, ôm đầu tại trên mặt đất lăn lộn, lớn tiếng cầu tình. Thế nhưng là Trác Phàm sẽ không bao giờ lại lên bọn họ làm, cái này bốn cái tiểu đông tây nếu không điều giáo tốt, không biết ngày nào lại muốn đem hắn dẫn vào hiểm đồ. Lệ kinh thiên lau thanh khóe miệng máu tươi, nhìn lấy cái này bốn cái tiểu hỗn đản, không còn gì để nói. Cái này bốn cái mới là đường đường chính chính đần độn, rõ ràng chính mình mệnh đều trong tay người ta, còn dám hố hắn. Thật sự là tự tìm khổ ăn. Bất quá, bỗng nhiên bị thiên vũ mạnh nhất bất bại ngoan đồng cổ tam thông cho quấn lên, cũng thật sự là thiên hạ phiền toái nhất sự tình. Lệ kinh thiên chau mày, thật dài thở dài. Trác quản gia, chúng ta biết sai, người thì thả chúng ta đi. Lanh lợi quỷ ôm đầu lăn lộn đầy đất, cầu xin tha thứ. Cái gì Trác quản gia, hẳn là Trác lão cha, người thì thả chúng ta a, chúng ta cũng không dám nữa. Keo kiệt quỷ một bên ôm đầu, một bên vẻ mặt cầu xin hét to lớn tiếng. Cái gì Trác lão cha, hẳn là Trác gia gia, người thì. Lão đại hung sát quỷ đau đầu khó nhịn, đầy mắt lệ quang, thế nhưng là còn không đợi tiếp tục hô đi xuống, lại là trong mắt ngưng tụ, trợn mắt nhìn về phía một bên keo kiệt quỷ, nhào tới, trực tiếp nhất quyền hô tại hắn mặt lên, mắng to, hắn nãi nãi, ngươi dám chiếm ta tiện nghi. Keo kiệt quỷ bưng bít lấy bị đánh tím xanh mí mắt, không rõ ràng cho lắm, gan nhỏ quỷ lại là chịu đựng đau đầu, nhút nhát nói, lão đại, vừa mới là lão nhị trước gọi lão cha, người sau gọi ra ra, không thể trách hắn. Trong mắt không khỏi chừng một cái,
hung sát quỷ lúc này quay đầu cho gan nhỏ quỷ một bàn tay, mẹ hắn, ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành người câm. Hừ, vốn chính là ngươi sai, ngươi còn dám đánh ta. Keo kiệt quỷ nghe đến gan nhỏ quỷ lời nói sau, cũng nhất thời tỉnh ngộ lại, không khỏi trợn mắt nhìn về phía hung sát quỷ, xông đi lên cũng cho hắn nhất quyền. Gan nhỏ quỷ trong lòng phiền muộn, tuy nhiên không dám động thủ trước, nhưng gặp lão nhị đem lão đại đánh nằm xuống, bất giác tránh sau lưng lão nhị, thỉnh thoảng đánh lão đại nhất quyền, đánh lén một chút. Lão tam lanh lợi quỷ e sợ cho thiên hạ không loạn, một bên bưng bít lấy đau đớn đầu, một bên ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, góp phần trợ uy. Trong lúc nhất thời, tứ quỷ chợt đánh một đoàn, vô cùng náo nhiệt. Trác Phàm trong tai nghe lấy cái này quát kêu thanh âm, gương mặt mãnh liệt quất, tức giận đến huyệt thái dương đều nhanh nổ tung. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế khó làm kỳ hoa, liền thân thụ huyết tầm thống khổ lúc, còn có thể huyên náo túi bụi. Nhìn đến như vậy chút đau sở đối với các ngươi tới nói, vẫn là quá nhẹ. Như vậy, lão tử thì lại thêm nặng một chút đi. Hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm ấn quyết trong tay lại biến. Phốc, tứ quỷ cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đỏ lên, ngược lại lăn lộn dưới đất, tiếng kêu thảm thiết càng sâu. Mà lại cái kia tận xương thống khổ, để bọn hắn càng thêm không tâm tư đùa giỡn. Trác Phàm từng ngụm thở hổn hển, phổi đều sắp bị cái này bốn thứ gì tức điên, qua một hồi lâu, mới bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, Lệ lão, cái kia cổ tam thông đến tột cùng là từ đầu tới, cư nhiên như thế đáng sợ. Chậm rãi lắc lắc đầu, Lệ Kinh Thiên cũng là nhíu chặt lông mày ai thán nói, ta đây cũng không rõ lắm, bất quá truyền thuyết cái này cổ tam thông danh xưng bất bại ngoan đồng, cả đời chưa bại, 300 năm trước còn nhấc lên qua thiên vũ sóng to gió lớn, làm cho toàn bộ đế quốc gần như phá vỡ. Thế nhưng là về sau liền mai danh ẩn tích, rốt cuộc chưa từng nghe nói, nhưng chưa từng nghĩ ở chỗ này gặp phải. Cái gì, 300 năm trước, tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể có lớn tuổi như vậy? Trác Phàm giật mình, không thể tin nói. Lệ Kinh Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắc đầu ta đây cũng không rõ ràng, lão phu cũng là căn theo tin đồn suy đoán thôi. Như đứa nhỏ này thật sự là bất bại ngoan đồng, vậy liền tuyệt đối có 300 tuổi trở lên. Hoặc là nói, hắn là bất bại ngoan đồng hậu nhân, đỉnh lấy tiền nhân tục danh. Khặc khặc khặc, bất bại ngoan đồng cổ tam thông, năm đó quát tháo phong vân hạng dị uy phong, danh xưng thiên vũ từ trước tới nay cao thủ mạnh nhất, làm sao có thể có người đính đến hắn tục danh. Huống hồ vừa mới hắn thủ đoạn ngươi cũng được chứng kiến, nếu không phải thật bất bại ngoan đồng xuất thủ, người lão nhi này có thể bị sửa chữa đến thê thảm như thế sao? Thế mà, Lệ Kinh Thiên nói còn chưa dứt lời, hung sát quỷ đã là cười nhạo lấy hét to lớn tiếng, còn lại ba quỷ cũng là một bên kêu gào, một bên phát ra quái dị tiếng cười. Lệ Kinh Thiên nhẹ vịn chòm râu, khẽ gật đầu, cái này bốn cái tiểu đông tây tuy nhiên nói năng lộn xộn, đầu thật không minh bạch, nhưng nói cũng rất có đạo lý. Nếu không phải truyền thuyết bên trong quái vật kia, bất bại ngoan đồng cổ tam thông lời nói, hắn thật đúng là không tin trên đời có ai có thể dễ dàng như vậy đem hắn thảm bại đến trình độ như vậy, gần như không có chút nào tôn nghiêm. Trác Phàm liếc xéo bốn người kia liếc một chút, lạnh lùng nói, Lệ lão không biết cái này cổ tam thông sự tình, chẳng lẽ các ngươi thì biết rõ? Đương nhiên, lão nhi này tuy nhiên cao tuổi rồi, nhưng là 300 năm trước đại chiến, hắn đoán chừng còn chưa ra đời đây, biết cái đếch gì a? Hung sát quỷ khinh thường mỉa mai cười ra tiếng. Trác Phàm nhướng mày, mục đích hiện nghi hoặc, Lệ lão không biết, các ngươi so với Lệ lão đến cũng chưa chắc lớn lên nhiều mấy tuổi, chẳng lẽ thì biết rõ? Hắc hắc hắc, Trác quản gia, ngài có chỗ không biết, năm đó cái này cổ tam thông sự tình huyên náo quá lớn, không chỉ là bảy nhà sỉ nhục, càng làm cả thiên vũ đế quốc hổ thẹn. Cho nên hắn tục danh, ở trong đế quốc cơ hồ cũng là cấm ngữ. Bảy nhà bên trong, cũng chỉ có gia chủ đời đời truyền lại hắn đi hướng, đến các trưởng lão lại là hơn phân nửa không đề cập tới, bởi vì thực sự không mặt mũi sách a, khặc khặc khặc. Hung sát quỷ tiếng quái khiếu lại vang lên, phảng phất tại giễu cợt cái kia không ai bì nổi bảy thế gia một dạng, chúng ta Ma Sách Tông không có cái này hạn lệnh, thậm chí ngày nữa vũ làm việc trước, tông môn trưởng lão sẽ còn cố ý căn dặn một câu, chớ cùng cái này tiểu quái vật sinh ra gút mắc. Ai ngờ chúng ta xui xẻo như vậy, mới từ trong cấm chế trốn tới, thì đụng tới hắn. Ai,
thực sự quá không may a, oa. Nói, hung sát quỷ tựa hồ lại nghĩ tới chính mình bốn người chuyện thương tâm, không ngờ khóc lên, còn lại ba quỷ cũng theo một bên kêu gào một bên khóc lớn. Trác Phàm nghe được tâm phiền, quát to, đừng khóc, tranh thủ thời gian cho lão tử theo thực nói tới. Vâng, tứ quỷ trong nháy mắt dừng lại tiếng khóc, chỉ là khiếp khiếp nói, vậy kính xin Trác quản gia tha cho chúng ta, để cho chúng ta mạch suy nghĩ rõ ràng một chút. Trác Phàm trong mắt hơi híp, khẽ thở dài, ấn quyết trong tay lại biến, bốn người liền trong nháy mắt đình chỉ trên thân đau đớn, lần nữa hưng phấn mà nhảy dựng lên, cười quái dị liên tục. Trác Phàm gặp bốn người bọn họ không có chút nào tự kiểm điểm, trong lòng tức giận, nhưng lại không có cách nào, chỉ là lạnh lùng nói, các ngươi đem sự kiện này cho ta một năm một mười nói rõ, lúc trước sự tình ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không lời nói. Chậm rãi động động ngón tay, tứ quỷ gặp, không khỏi kinh hãi. Vội vàng nói, Trác quản gia yên tâm, chúng ta nhất định biết gì nói nấy, về sau cũng không dám nữa lừa ngươi. Trác Phàm hài lòng gật đầu, nhạt cười ra tiếng. Đón lấy, bốn người liếc mắt nhìn nhau về sau, lão đại hung sát quỷ liền mở miệng, theo chúng ta biết, cái này bất bại ngoan đồng cổ tam thông thân thế cực kỳ ly kỳ, quả thực cũng là hiếm thấy. Há, chỉ giáo cho. Trác Phàm mi đầu lắc một cái, vội vàng nói. Hung sát quỷ lắc lắc đầu. Khó được chứng trạc đàng hoàng, hắn thân thế quá ly kỳ, đến mức chúng ta đều căn bản không biết hắn thân thế đến tột cùng có nhiều ly kỳ. Một cái lảo đảo, Trác Phàm kém chút ngã xuống, trong hai con ngươi đã tràn đầy lửa giận, ngón tay lần nữa động động, mắng to lên tiếng, nhà cái phi, bốn người các ngươi lại tại đùa nghịch ta có phải hay không, xem ra các ngươi là còn không có ăn đầy đủ đau khổ a. Trác Phàm khẽ cắn môi, đang chuẩn bị lần nữa kết ấn, lanh lợi quỷ gặp. Không khỏi giật mình, chặn lại nói, Trác quản gia chậm đã, lão đại hắn nói không có sai, cái này cổ tam thông ly kỳ chỗ, đúng là chúng ta đối với hắn cái gì đều không hiểu, phảng phất là bỗng dưng xuất hiện một dạng. Nếu không lời nói, lấy hoàng thất, hộ quốc tam tông, ngự hạ thất gia thế lực, đừng nói một người sống sờ sờ, liền xem như một cái nho nhỏ con kiến, cũng có thể tra ra người ổ ở nơi nào. Thế nhưng là cái này cổ tam thông, lại không chỗ nhưng là cha a. Cái này không ly kỳ sao? Mi đầu hơi động một chút, Trác Phàm chuẩn bị kết ấn ngón tay dừng lại. Tuy nói cái này tứ quỷ đầu có khi không rõ ràng, nhưng cái này lanh lợi quỷ nói còn thật mẹ hắn có đạo lý. Một cái thực lực cường hãn, lại không biết từ nơi nào đến tiểu quỷ, xác thực khả nghi. Chẳng lẽ, hắn cũng là đến từ thánh vực? Nghĩ tới đây, Trác Phàm thúc giục nói tiếp. Gật gật đầu. Hung sát quỷ tiếp tục nói, tiểu tử này vừa khi mới xuất hiện, cũng là lớn nhỏ như vậy, như cái 8, 9 tuổi hài tử, bất quá khi đó hắn mới thiên huyền ngũ trọng cảnh mà thôi. Thế nhưng là 300 năm đi qua, hắn nhưng vẫn là lớn nhỏ như vậy, tu vi cũng chỉ đến thần chiếu nhị trọng, có thể tính tiến triển chậm chạp. Duy nhất không biến là, hắn vẫn như cũ là thiên vũ mạnh nhất. Chỉ bất quá 300 năm trước là thần chiếu phía dưới đệ nhất người. Hiện tại là thần chiếu bên trong đệ nhất nhân. Há, lại có như thế quái sự. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm trong lòng càng thêm hồ nghi. Nếu như nói tiểu tử này là lão quái vật lời nói, có biết dùng hay không đại lượng tu vi để duy trì tuổi trẻ hình dạng đâu. Cái này cũng thì giải thích thông, hắn vì tu vi thế nào tiến triển chậm chạp. Thế nhưng là, có cái kia nhị bức hội một mực đem chính mình bảo trì tại hài đồng thời kỳ. Tối thiểu nhất cũng nên 16 tuổi về sau đi. Chí ít có chút niềm vui thú, là có thể hưởng thụ, hắc hắc hắc. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trước mặt tựa hồ lại xuất hiện cái kia lụa mỏng che mặt, thướt tha bóng hình xinh đẹp, nhưng là rất nhanh liền lắc lắc đầu, để cho mình trấn tĩnh lại. Hắn là muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng ma đạo bá chủ, làm sao có thể bị cái này ôn nhu hương chỗ liên lụy. Ân, có lẽ tiểu tử kia cũng là ý tưởng như vậy. Hiện tại, Trác Phàm tựa hồ có thể lý giải, nói tiếp. Tiểu tử này rất quái dị, không có gì khác yêu thích nhất nuốt sống dược tài. Cái này nếu là đặt ở người bình thường trên thân, sớm đã bị cái kia cuồng bạo dược lực hướng đoạn gân mạch mà chết, thế nhưng là hắn lại không sự tình. Bất quá Trác quản gia, người cũng đã có thể tưởng tượng đến, hắn muốn cần dược liệu lại không có lúc, thiên vũ nhà ai dược tài nhiều nhất chân quý nhất. Hoàng thất cùng ngự hạ thất gia. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm thốt ra, sau đó liền như là nghĩ đến cái gì giống như,
lộ ra tà dị tiếu dung, chẳng lẽ hắn. Khặc khặc khặc, Trác quản gia quả nhiên không phải người tốt, e sợ cho thiên hạ không loạn a. Bất quá xác thực như thế, tiểu tử kia tìm tới dược phương điện vườn thuốc bên trong, đem chỗ đó xuống đến 2-3 phẩm, lên tới 6-7 phẩm, thậm chí ngàn năm mới có thể bồi dưỡng một gốc bát phẩm dược tài đều cho ăn sạch bách. Lần này, dược phương điện há có thể buông tha hắn. Sau đó một đám trưởng lão khí thế hung hăng muốn cầm hắn, hắn mặc dù không thông vũ kỹ, nhưng là một đôi nắm đấm thép lại quả thực lợi hại. Đám kia trưởng lão cơ hồ là một chiêu, liền bị hắn tất cả đều miểu sát. Quyền kia đầu tư vị, lão đầu này chắc là lớn nhất quá là rõ ràng a, hắc hắc hắc. Hung sát quỷ nhất chỉ Lệ Kinh Thiên, mỉa mai cười ra tiếng. Lệ Kinh Thiên khẽ gật đầu, bây giờ suy nghĩ một chút, còn một trán mồ hôi lạnh. Hắn cùng cái kia Cổ Tam Thông lúc giao thủ, Cổ Tam Thông cũng không có xuất quyền, chỉ là tùy ý đem hắn hất lên, liền để hắn xương cốt đứt gãy, trọng thương tại thân. Nếu là thật nhất quyền đánh tới lời nói, đoán chừng hắn liền muốn vài phút bị diệt thành cặn bã. Cái này, là như thế nào quái lực a? Thật sâu hít một hơi, Lệ Kinh Thiên nghĩ tới vừa mới tình hình, trong lòng liền không nhịn được run rẩy, một cỗ từ sâu trong đáy lòng phát lên cảm giác sợ hãi, tự nhiên sinh ra. Cái này tại hắn thiên cương cuồng tôn cả đời hành trình bên trong, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trác Phàm minh bạch hắn cảm thụ, bởi vì chính mình lúc đó ở một bên nhìn đến, cũng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, sau đó vỗ vỗ bả vai hắn, thêm chút an ủi, liền vừa nhìn về phía tứ quỷ, nghiêm túc nói, lại sau đó thì sao? Khặc khặc khặc, lại về sau, tiểu đệ bị đánh lão đại gia, dược phương điện xin giúp đỡ đế vương môn. Kết quả đế vương môn trưởng lão xuất thủ vẫn như cũ bị vài phút miểu sát. Mà lại, Cổ Tam Thông cũng là rất phách lối, bốn phía cướp bóc dược tài, sau cùng đem bảy nhà kho thuốc toàn bộ tập kích, cướp bóc chống không. Thực sự rơi vào đường cùng, lẫn nhau nội đấu bảy nhà rốt cục lần thứ nhất liên hợp cùng một chỗ, phát động thiên vũ lập quốc ngàn năm qua, lớn nhất tên xấu chiêu lấy, đồ ma lệnh. Cái gì? Trác Phàm trong mắt co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Nghĩ không ra khiến cho mọi người e ngại đồ ma lệnh, lần thứ nhất lại là vì cái này Cổ Tam Thông phát động. Thế nhưng là dù vậy, tiểu tử này bây giờ lại vẫn như cũ sống thật tốt. Đây là như thế nào thực lực a, lấy sức một mình kháng toàn bộ đế quốc chỉ uy, hơn nữa lúc ấy hắn còn mẹ hắn chỉ là cái thiên huyền cảnh a. Đồ ma lệnh một phát động, Cổ Tam Thông những nơi đi qua, đều là bị bảy nhà đồ diệt. Cho nên tại về sau, mọi người đang sợ hãi phía dưới, nhìn thấy hài đồng này, liền kêu đánh kêu giết, giống như chuột chạy qua đường giống như, người người có thể tru diệt. Hắn không cách nào tại bất kỳ một cái nào thành trì dừng bước, bởi vì toàn bộ đế quốc đều đã trở thành hắn địch nhân. Tại tứ cố vô thân cùng bị người oán hận hưu quạnh bên trong, Cổ Tam Thông lúc đó dù sao cũng là cái hài đồng, cũng phiền muộn qua một trận. Truyền ngôn khi đó bảy nhà cung phụng đuổi kịp hắn về sau, hắn đều vô tâm ham chiến. Co cẳng liền chạy, đồ ma lệnh lấy được nhất định hiệu quả, chí ít để tiểu quái vật kia chiến ý tiêu tan hơn phân nửa. Trác Phàm nhìn lấy hung sát quỷ, khẽ gật đầu. Hắn hiểu được cảm giác này, dạng này tình cảnh bọn họ ma đạo tu giả cũng thường thường gặp phải. Cũng bởi vì một ít nguyên nhân, làm thịt một số ra vẻ đạo mạo người, người khác không hỏi phải trái đúng sai thì mở miệng kêu đánh kêu giết, chỉ vì bọn họ trên đầu đỉnh cái ma tự. Loại kia vô nhân tướng trợ cô lập. Xác thực làm cho lòng người sinh thê lương. Cho nên hắn vẫn cho rằng, ma đạo tu giả có thể tự lập, là một loại trọng yếu tâm cảnh tu luyện. Cho dù chỉ còn một người, cũng phải có cùng thiên hạ thù địch dũng khí. Bởi vậy coi như hắn trở thành ma hoàng về sau, cũng vẫn không có mở ra tông lập phái, xem như tám hoàng bên trong duy nhất lớn nhất cô độc người đi. Bất quá đây cũng là một loại đối ma đạo tâm tính tu luyện, chỉ là một khi ra chuyện. Không có trợ thủ cũng là phiền phức. Mà Cổ Tam Thông lúc đó tuy nhiên đã trải qua thiên hạ vô địch, nhưng nhìn tâm tính vẫn như cũ là đứa bé, dạng này cô độc cùng xa lánh, thì càng làm hắn tuổi nhỏ tâm linh thụ thương thương tổn, tâm lý phòng tuyến càng dễ sụp đổ. Ai, cái này đồ ma lệnh thật sự là một trận tâm lý chiến a. Trác Phàm thở dài một tiếng, nhìn về phía hung sát quỷ, về sau hắn như thế nào đột phá tâm ma, trở thành hiện tại bất bại ngoan đồng. Khặc khặc khặc, Trác quản gia quả nhiên thông minh, thế mà biết cái kia lúc cũng không như thế phong cách biệt hiệu. Hung sát quỷ nhảy nhót, cười to lên.
Trác Phàm nhếch miệng lên, cười nói, nếu như bị người cô lập thì lòng sinh uể oải, dạng này tâm trí coi như thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không gọi được bất bại. Ha ha ha, không sai, lúc đó tiểu tử này từng một lần bị bảy nhà cung phụng bức đến tuyệt lộ, đói khổ lạnh lẽo, như muốn tự diệt. Thế nhưng là không biết xảy ra chuyện gì về sau, tiểu tử này triệt để biến. Chỉ là ẩn nặc 3 tháng, đợi tất cả mọi người cho là hắn đã chịu không được loại này áp bách, tự chịu diệt vong, tại bốn phía tìm kiếm hắn thi thể lúc, hắn nhưng lại xuất hiện. Mà lần này, cùng trước kia khác biệt, nếu nói lúc trước hắn chả bảo lưu lấy hài đồng hồn nhiên ngây thơ, lần này thì triệt để hóa thân thành ma quỷ, làm ra sự tình đừng nói là khiến bảy nhà kinh khủng, liền xem như thiên vũ hoàng thất đều ngồi không yên. Loại kia phong cách hành sự, thật có ta ma đạo phong phạm đâu. Khặc khặc khặc. Há, hắn làm cái gì? Ánh mắt không khỏi sáng lên, Trác Phàm trong lòng có phần có hứng thú, Lệ Kinh Thiên cũng là nhìn không được nhìn qua. Lần nữa cười lớn nhảy nhót, hung sát quỷ trong mắt tựa hồ tương đương hưng phấn, nhếch miệng lộ ra cái tàn nhẫn đường cong, lấy đạo của người, trả lại cho người. Hắn xuất hiện lần nữa về sau, liền tuyên bố muốn hủy toàn bộ thiên vũ. Người mẹ hắn không phải phát động đồ ma lệnh, lão tử đi qua thành trì đều muốn bị đồ diệt, dùng cái này cô lập lão tử sao? Vậy thì tốt, lão tử không cần các ngươi đi đồ những cái kia thành trì, lão tử mỗi đến một chỗ thành trì trước hết đem nó san thành bình địa. Chờ lão tử đi qua toàn bộ thiên vũ khu vực, đế quốc này thì hết. Khặc khặc khặc, Trác quản gia, Lệ lão đầu, các ngươi có thể suy nghĩ một chút tiểu tử kia quái lực. Cơ hồ nhất quyền nhất cước liền có thể đem cái kia thành trì trong nháy mắt san bằng. Lần này không chỉ có bảy thế gia bị kinh ngạc đến ngây người, liền tất cả trời vũ thế gia đều bị chấn động đến kinh khủng không hiểu, sợ đến vỡ mật. Đoán chừng bọn họ tại tự mình đều muốn khóc lên, ám đạo cái này mắc mớ gì đến chúng ta a, chúng ta thế nhưng là vô tội a, ha ha ha. Một đám đần độn. Nhắc lên việc này, còn lại ba quỷ dường như cũng tương đương hưng phấn, hận không thể chính mình thì ngay tại chỗ, theo giúp đỡ gây sự. Lanh lợi quỷ càng là nhảy ra đánh gãy hung sát quỷ lời nói. Hung sát quỷ hung ác nguyết hắn một cái, nhất thời liền một chân đem hắn đạp lăn, nổi giận mắng, đáng chết lanh lợi quỷ, đoạn này đặc sắc nhất chắc là từ lão tử tới nói. Lanh lợi quỷ bẻ quyệt miệng, trong lòng thầm hư, nhưng cũng không dám lên tiếng. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên hai người cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Lệ Kinh Thiên càng là bất khả tư nghị nói. Tuy nhiên lão phu từng nghe qua tiểu tử này uy danh, nhưng không nghĩ tới vậy mà ngoan độc đến tận đây, muốn tiêu diệt một nước người. Thế nhưng là Trác Phàm lại là nhẹ nhàng lắc đầu, ba đập lên tay, tán thán nói, kẻ này thật sự là hảo phách lực, sự kiện này nếu để cho ta, lão tử cũng sẽ như vậy làm. Hừ, đến mức những cái được gọi là tự nhận là người vô tội, tại bọn họ tao ngộ đồ ma lệnh lúc, không có đi đối kháng bảy thế gia loại này vô cùng không hợp lý đồ sát. Ngược lại ở trong sợ hãi thành bọn họ đồng lõa, liền rốt cuộc không vô tội. Mà như là đã trở thành địch nhân, cái kia coi như bị đối thủ giết chết, cũng nên không oán không hối. Trác Phàm khinh thường cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, gật đầu nói, ta hiện tại, ngược lại là càng ngày càng ưa thích tiểu quỷ này. Lệ Kinh Thiên thật sâu liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút xác thực như thế, liền hơi hơi gật gật đầu. Ở cái này tàn khốc thế giới. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, liền xem như vô tội bị giết cũng chỗ nào cũng có. Như vậy đã trở thành địch nhân, kia liền càng không có gì tốt oán niệm. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Trác quản gia quả nhiên là người thành đại sự, Lệ Kinh Thiên trong lòng âm thầm tán thưởng. Sau đó thì sao, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên cùng nhau hỏi. Hung hăng chừng ba cái kia huynh đệ liếc một chút, phòng ngừa bọn họ lại cắm miệng, hung sát quỷ mới dương dương cổ. Tiếp tục nói, hắc hắc hắc. Về sau đó mới gọi cái đặc sắc tuyệt luân, thật là ta ma đạo tu giả điển hình. Tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, tiểu tử này quả thật thực hiện hắn lời hứa, đạp biến thiên vũ một nửa đất đai, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Khi đó phàm là nghe đến tên hắn, biết hắn muốn tới, trong nháy mắt người thành phố thì tất cả đều chạy hết. Bảy nhà cung phụng muốn liên hợp vây quét hắn, nhưng là không biết sao thực lực không đủ. Tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, tiểu tử kia triệt để đại khai sát giới. Cho nên mọi người cũng cho hắn làm cái biệt hiệu, gọi bất bại hết đồng. Ý chỉ hắn chỗ đến, thì toàn hết. Lúc này, hoàng thất cũng rốt cục nhẫn nại không ngừng,
gặp bảy nhà cục diện rối rắm càng lúc càng lớn, hắn lại không ra tay, toàn bộ đế quốc thì toàn xong. Sau đó vội vàng xuất động đế quốc toàn bộ 50 tên hộ long thần vệ. Hung sát quỷ nước bọt bay tứ tung, càng nói càng hưng phấn, dường như lúc đó ngay tại trắng trợn đồ sát thiên vũ cao thủ là hắn đồng dạng, Trác Phàm lại là vội vàng khoát khoát tay, vội la lên, chờ một chút, ngươi nói. Hộ long thần vệ có bao nhiêu? Hung sát quỷ chớp chớp mê mang mắt to, duỗi ra 5 ngón tay, lẩm bẩm nói, 50 tên, làm sao? T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, Trác Phàm kinh dị nói, lúc đó lại có 50 tên hộ long thần vệ. Như vậy nói cách khác, có 50 cái giống Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch như thế tuyệt đỉnh thần chiếu cao thủ. Hắc hắc hắc, Trác quản gia, người cái này có chỗ không biết, lúc đó vào ở hoàng thất hộ long thần vệ tư cách không có hiện tại như thế nghiêm ngặt, làm sao có thể có 50 cái cùng Ngọc Tiêu Kiếm Thần một dạng ra hỏa. Nghe được lời này, Trác Phàm không sai gật gật đầu, thở dài ra một hơi. Nếu quả thật có 50 cái Ngọc Tiêu Kiếm Thần, vậy liền quá kinh khủng. Mấu chốt là khủng bố như thế đội hình, tiểu tử kia còn có thể gắng gượng qua đến, thì càng mẹ hắn khủng bố. Thế nhưng là, không đợi trong lòng của hắn bình tĩnh, hung sát quỷ liền thản nhiên nói, khi đó hoàng thất chiến lực còn tương đương mạnh mẽ, có chừng 20 cái Ngọc Tiêu Kiếm Thần như thế cao thủ đi. Mà lại còn thừa 30 người. Cũng tất cả đều là thần chiếu ngũ trọng cảnh lấy phía trên cao thủ. Riêng là bên trong có 3 cái, danh xưng thiên địa nhân hỗn nguyên tam thánh, so với cái kia Ngọc Tiêu Kiếm Thần còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là cái kia bất bại ngoan đồng, cũng cùng 3 người này tiêu hao thật lâu sau, khó có thể thủ thắng. Trác Phàm không khỏi giật mình, cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhau, quả thực không dám tưởng tượng, nguyên lai trước kia hoàng thất chiến lực có mạnh như vậy. Tựa hồ nhìn ra bọn họ tâm tư, ma sách tứ quỷ không khỏi tất cả đều suy cười rộ lên, hung sát quỷ càng là khinh thường nói, khặc khặc khặc. Lại không kiến thức a, ngươi cho rằng thiên vũ hoàng thất cùng ngự hạ thất gia tích lũy ngàn năm, cũng chỉ có hiện tại như vậy điểm chiến lực. Tưởng tượng 300 năm trước, hoàng thất 50 tên hộ long thần vệ thiên hạ vô địch, đế vương môn cũng có 100 tên thần chiếu cao thủ, mà còn lại 6 nhà, cũng có vài chục tên thần chiếu cao thủ, cho nên 7 nhà mới có thể thăng bằng. Thế nhưng là từ khi cùng cái này cổ tam thông nhất chiến về sau, 7 nhà hợp lại mấy trăm tên thần chiếu cao thủ, như muốn toàn diệt, cho dù là hoàng thất 50 tên hộ long thần vệ, cũng bị diệt chỉ còn lại sau cùng hỗn nguyên tam thánh một mực tại cùng hắn giao chiến, bất phân cao thấp. Một trận chiến này đánh có cái một năm nửa năm, có thể nói kinh thiên động địa. Sau đến thiên địa nhị thánh đều là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà vẫn lạc, chỉ còn lại sau cùng tam thánh mạnh nhất nhân thánh. Cùng tiểu quái vật kia chiến đấu. Bất quá lúc này, hai người cũng đã đạt đến gần như cực hạn chỗ, lại như thế tiếp tục nữa, có lẽ cũng là hai bại đều vong hạ tràng. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên hai người nghe được trợn mắt hốc mồm, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn. Nhờ có cái này bất bại ngoan đồng 300 năm trước cùng toàn bộ thiên vũ nhất chiến A, không phải vậy lời nói, hắn còn thế nào để lạc gia tại trong vòng 10 năm vượt qua 7 thế gia. Đừng nói là 10 năm. Coi như 100 năm cũng không có khả năng a. Trác Phàm sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng một trận gieo hò. Đúng, sau cùng bọn họ giao chiến kết quả thế nào? Đã hiện tại tiểu tử này còn sống, như vậy nhân thánh kia liền đã chết. Nhưng là đã như vậy lời nói, vì sao tiểu tử này tựa hồ 300 năm không hiện thân đâu? Gật gật đầu, hung sát quỷ nhìn về phía Trác Phàm cười nói, đây chính là, nhân thánh kia sau cùng có chút thông minh. Hắn biết một khi hai người bọn họ hai bại đều vong, như vậy hoàng thất sẽ cô lập khó chống, 7 nhà lập tức liền sẽ đem thiên vũ chia cắt. Cho nên tại thời khắc sống còn, hắn nhìn tiểu tử này hài đồng tâm tính, không thông thế sự, liền rất vô sỉ lừa hắn, cùng hắn đánh cược một trận ngàn năm đổ ước. Hắn đứng vững bất động, đón đỡ tiểu tử kia 10 quyền, nếu là 10 quyền bên trong không chết, tiểu tử kia thì muốn thay thế hắn, trở thành hoàng thất hộ long thần vệ. Lại bảo vệ hoàng thất ngàn năm cơ nghiệp. Nếu không lời nói, hắn như bỏ mình, cái kia cổ tam thông liền chi bằng đạp biến thiên vũ các nơi, không có người lại đến ngăn cản hắn. Khặc khặc khặc, Trác quản gia, người nói đây có phải hay không là thiên hạ lớn nhất chuyện cười lớn. Nhân thánh kia một khi bỏ mình, hoàng thất hộ long thần vệ toàn diệt, ai còn có thể ngăn cản đến tiểu quái vật kia. Cái này căn bản là một cái bẫy dập. Nhưng tiểu tử kia lúc đó thì dễ dàng như vậy mặt đất làm, có
có lẽ là đối với thực lực mình quá tự tin. Thế nhưng là 10 quyền sau đó, nhân thánh kia lại êm đẹp đứng đấy, bởi vậy cái này bất bại ngoan đồng không thể không may bị hoàng thất sai xử đến bây giờ, hắc hắc hắc. Thật sự là ngu ngốc a. Nếu là cho ta, đánh hắn 10 quyền về sau ta thì không nhận nợ, ha ha ha. Lão đại thực là anh minh, so tiểu tử kia cao minh nhiều. Hung sát quỷ vừa dứt lời, còn lại ba quỷ quái lên lại gần giơ ngón tay cái lên tán thưởng, hung sát quỷ thì là dương dương đắc ý nhất cái đầu cười to lên. Thế nhưng là Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên, lại là cả kinh càng thêm nói không ra lời. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này bất bại ngoan đồng cổ tam thông, lại chính là hoàng thất người thứ ba hộ long thần vệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.